óc, bảo cô gái mưu mô nhỏ giọt máu lên viên ngọc, xác định thân phận, bởi vì viên ngọc đó là của tổ tiên Giang gia để lại, chỉ cần có máu thân thích nhỏ giọt lên, viên ngọc sẽ hiện ra phép màu. Không, tôi sợ đau. Người đàn ông không để ý đến sự phản đối của cô gái mưu mô, rạch một đường trên ngón tay của cô gái, nhỏ giọt máu lên. Tuy nhiên, trong sự chờ đợi của mọi người, viên ngọc không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ là một viên ngọc vỡ, nó có thể phản ứng cái gì chứ? Cô dám không tôn trọng linh hồn của Giang gia? Không phải, tôi không có. Anh trai, không có chút ánh sáng nào cả, mạo danh tiểu thư Giang gia. Giao viên ngọc ra, người đâu? Dẫn họ đi cùng tôi. Cô gái mưu mô tức giận muốn ném rơi viên ngọc đó. May mắn là cô gái bên cạnh phản ứng kịp thời, bắt được viên ngọc, không ngờ rằng lúc này viên ngọc lại bất ngờ sáng lên. Viên ngọc có phản ứng. Lẽ nào cô ấy là Nguyệt Lạc mà chúng ta đang tìm kiếm? Hóa ra cô gái mới chính là tiểu thư của Giang gia, chỉ bởi vì mấy năm trước bị bọn buôn người bắt cóc, từ đó mất liên lạc với gia đình, dấu vết duy nhất chỉ là vết bớp, hình bướm trên vai sau, và còn viên ngọc tổ tiên truyền lại. Suốt nhiều năm, ba người chú luôn tìm kiếm cật lực, nhưng mãi không có tin tức về cô gái. Không ngờ rằng cô gái đã bị gia đình ép buộc đến bước đường cùng, cha nuôi vì bệnh mà qua đời, để lại cô ấy cô đơn một mình, mà bây giờ mẹ nuôi để chiếm đoạt tiền di rời của gia đình, lại đuổi cô ấy ra khỏi nhà, nhưng cô gái vẫn muốn đợi chồng trở về, rồi hãy nói, mẹ chồng xấu xa cầm cây chổi sẵn sàng đuổi cô gái, và lúc này người chồng cha nam cuối cùng cũng trở về, cô gái vô cùng tội nghiệp cầu xin anh ấy cứu, tưởng rằng chồng sẽ bênh vực mình, nhưng không biết mẹ và tên cha nam đã thông đồng với nhau, mẹ tôi nói chưa đủ rõ ràng với cô à. Bố đã để lại cho cô một khu biệt thự lớn như vậy, nhưng trên giấy tờ căn bản không phải tên cô, mà là em gái cô, Phương Chí Oanh. Cô cũng đừng ở đây mà không biết xấu hổ, nhanh chóng đi, chúng ta hãy chia tay một cách tốt đẹp, chuyện này tuyệt đối không thể. Số tiền này bố nói rồi, muốn đi quyên góp. Đây là di chúc của bố. Không thể nào. Tôi là ai? Đây không phải người chị nuôi mồ côi của tôi phải không? Nhìn thấy em gái và chồng thân thiết bên nhau, trái tim cô gái vỡ vụn thành cho tàn. Mình từ chức để ở nhà phục vụ mẹ con họ đã nhiều năm, không ngờ cuối cùng lại rơi vào tình cảnh này. Phương Lạc, hai người chúng ta đã khác biệt như trời và đất. Nếu biết điều, nhanh chóng ký hợp đồng ly hôn. Như vậy tôi vẫn có thể tôn trọng cô một chút. Hạ Hành Chu, năm đó lúc anh lấy tôi, anh không nói như vậy. Phương Lạc, nói thật với cô nhé. Nếu không phải vì bố cô lúc đó giúp tôi, cô ở nhà chúng tôi, làm bảo mẫu miễn phí, trong mấy năm nay, thì tôi đã đuổi cô từ lâu rồi. Em gái tâm kế đã khoe vừa mới mua chiếc nhẫn kim cương làm nhục cô gái, mà cô gái thấy tình hình như vậy không muốn dây dưa nữa, ký hợp đồng ly hôn rồi rời đi. Nhưng không ngờ vô tình làm rơi vòng ngọc bội mà tổ tiên để lại, đúng lúc để cô em gái tâm kế nhìn thấy. Thật đẹp. Đã thuộc về tôi. Khi cô gái không biết phải làm gì, lại gặp phải cô em gái độc ác, và xung quanh còn có một bọn xã hội đen, để cắt đứt hoàn toàn nỗi nhớ của cô gái đối với gia đình, cô em gái lại khích lệ bọn xã hội đen lăng nhục cô gái. Và khi cô gái đang cố gắng chống cự mãnh liệt, vô tình để lộ dấu vết bóp hình con bướm sau vai, đúng lúc bị các chú nhìn thấy. Anh dám đánh tôi, dám động vào Nguyệt Lạc nhà chúng tôi, anh nghĩ mình là ai? Lẽ nào anh không biết Trương Cường tôi là con rồng mạnh mẽ thống trị Giang Bắc, anh cũng dám đấu với tôi à? Cuối cùng chú cũng tìm thấy cháu. Anh nói cái gì? Cường Long còn mạnh không? Anh dám động vào cường ca của chúng tôi, anh nhìn đi. Nhiều lời vô nghĩa thật. Tôi nói với các anh tôi sẽ không bỏ qua cho các anh đâu. Cảm ơn các anh, nhưng mà các anh là ai vậy? Cháu chính tiểu thư Giang gia mà chú muốn tìm. Nguyệt Lạc đừng sợ, các chú sẽ dẫn cháu về nhà. Các anh có phải tìm nhầm người rồi không? Tôi không phải tên Nguyệt Lạc, tôi tên Tiểu Lạc. Ở phía sau lưng cháu có một vết bóp hình bướm, chỉ có Nguyệt Lạc mới có loại vết bóp hình bướm này. Để chính xác cần phải xem xét thêm. Cô ấy có. Cậu nói về viên ngọc đó à? Anh là nói là viên ngọc họa tiết nước chảy màu đỏ phải không? Cháu biết. Tôi có. Ở đâu? Ở chỗ tôi. Vòng cổ của tôi ở đâu rồi? Cái này. Vòng cổ của tôi bị mất rồi. Vậy không phải cô ấy. Alo. Được. Tuyệt vời quá. Giang Tổng vừa nhận được tin tức nói rằng vòng cổ của Giang gia đã xuất hiện ở ngay phía trước.
Chúng ta đi thôi. Cô gái như vậy đã bỏ lỡ cơ hội nhận người thân, và các chú đã nhớ đến cuộc gặp gỡ. Trước khi đi, họ nhắc nhở cô gái rằng nếu sau này gặp khó khăn, có thể liên lạc với họ bất cứ lúc nào để được giúp đỡ. Chú thứ hai còn đặc biệt tặng một thẻ ngân hàng triệu đô, nhưng khi mọi người vội vã đến nhà, lại phát hiện rằng nhà đã trống trơn. Lúc này, cấp dưới lại gửi tin tức, cô gái mang theo vòng cổ đang làm việc tại tập đoàn Tinh Hà, mà khi mẹ chồng và gia đình biết về việc Giang Gia nhận người thân, thế là nhanh chóng thúc giục cô gái mưu mô cầm vòng cổ đi nhận người thân, bởi vì chỉ cần có thể kết nối với gia đình Giang, thì gia đình họ sẽ một bước lên mây. Sáng hôm sau, họ đã đưa cô gái mưu mô đi đến công ty để xác minh, nhưng không ngờ cô gái cũng sẽ xuất hiện ở đây. Các người sao lại đến đây? Đương nhiên là dẫn Chi Oanh đến nhận họ hàng. Chị Chi Oanh, chị ấy sắp trở thành con gái của tập đoàn Giang Gia. Gặp cô thật là xui xẻo. Cô nói, Thiên Kim tiểu thư Giang Gia là cô ấy. Không phải tôi lẽ nào là cô? Cô vừa cướp đi tiền bồi thường giải tỏa của bố tôi. Bố? Ai gọi ông ta là bố chứ? Khoản tiền giải tỏa 1 tỷ đó đã chuyển vào tài khoản của tôi rồi. Ngoài ra, chuyện này với chuyện Giang Gia nhận người thân có liên quan gì đâu? Phương Chi Oanh, cô không biết xấu hổ à? Ai bảo cô không có bản lĩnh? Giang Tổng, tôi nghe nói tập đoàn Giang Thị đang tìm kiếm Thiên Kim tiểu thư lưu lạc bên ngoài. Kẻ hèn này không có tài, đúng lúc biết. Chi Oanh, Chi Oanh, anh trai, em chính là cô gái mà anh đang tìm, Thiên Kim tiểu thư Giang Gia, cô gọi anh ấy là gì? Anh trai, có cái gì không đúng? Ba người chúng tôi là chú của tiểu thư Giang Gia. Ngay cả thế hệ cô cũng không rõ, lại dám đến đây mạo danh tôi. Tiểu thư Giang Gia lưu lạc bên ngoài, quên cũng là chuyện bình thường. Đã quá lâu rồi, cháu thực sự đã quên. Cởi áo ra. Tôi bảo cởi áo ra, cho tôi xem vết bớp đó. Mình đâu có vết bớp nào. Hình như sau lưng Phương Lạc có một cái. Chú à, nhiều người thế này, cởi áo không tiện lắm phải không? Nhưng mà, cháu có cái này, vòng ngọc mà các chú muốn tìm. Cái này, đây là vòng ngọc của tôi. Cái gì của cô? Đây là vòng ngọc của tôi. Một thứ bảo mẫu như cô, còn muốn chiếm đoạt danh phận của tôi. Cô nói linh tinh, cái này, từ nhỏ đến lớn luôn ở bên cạnh tôi. Sao lại vô lý, ở chỗ của cô vậy? Cô lấy trộm khi nào? Giỏi lắm Phương Lạc. Không chỉ muốn chiếm đoạt tài sản của Phương gia, bây giờ còn muốn cướp đoạt thân phận tiểu thư Giang gia. Chờ một chút. Cô vừa nói, chiếc vòng ngọc này là của cô. Cô có bằng chứng không? Đây là đồ của tôi. Sao tôi chứng minh được? Cô cũng xứng đeo một chiếc vòng ngọc đẹp như vậy sao? Giả danh tiểu thư Giang gia. Cô chết chắc rồi, còn không nhanh cút đi cho tôi. Cháu thực sự là Nguyệt Lạc, chú đừng hỏi nữa. Loại người chiếm đoạt tài sản của người khác một cách tùy tiện như cô ta, làm sao có thể là Thiên Kim tiểu thư của Giang gia được? Đúng, Chi Oanh nhất định là tiểu thư Nguyệt Lạc, chú. Được, vậy tôi chỉ muốn hỏi cô một câu hỏi. Cô biết chiếc vòng ngọc này tại sao lại màu đỏ của máu không? Cái này, đưa tôi con dao. Bởi vì trong chiếc vòng ngọc này đang chảy dòng máu của Giang gia qua từng thế hệ, là máu tươi để hiến dâng cho Long Quốc. Nếu máu chảy trong người cô là máu của Giang gia, vậy tôi sẽ lấy máu của cô nhỏ vào chiếc vòng ngọc này. Nó sẽ tỏa sáng rực rỡ, thì chính là Nguyệt Lạc của chúng ta. Không không, tôi sợ đau. Chút đau này cũng không chịu được. Thật sự cho rằng Giang gia chúng tôi ai cũng có thể vào à? Chúng tôi không có ý đó. Tiểu thư Nguyệt Lạc lập tức sẽ nhỏ máu nhận người thân. Im lặng. Nguyệt Lạc các người không được tùy tiện gọi. Nếu tôi phát hiện ra không phải, tôi sẽ khiến cô ấy trả giá bằng máu.
chỉ là một viên ngọc bị vỡ, nó có thể phản ứng thế nào? Cô dám không tôn trọng linh hồn của Giang gia? Không phải, tôi không có. Anh trai, không có chút ánh sáng nào cả, giả danh tiểu thư của Giang gia. Đưa viên ngọc ra. Người đâu? Dẫn họ đi cho tôi. Được. Cái gì mà tôi không thể có được? Không ai trong các người đừng nghĩ sẽ có được, đừng. Viên ngọc có phản ứng. Lẽ nào cô ấy là Nguyệt Lạc mà chúng ta đang tìm kiếm? Cứu mạng. Vết bớp hình con bướm. Cô ấy có vết bớp đó. Tất cả đều trùng khớp. Cái này, rốt cuộc thì mình có phải là... Nhanh đi kiểm tra DNA của cô ấy, xem có giống với chị gái không? Vâng. Vì viên ngọc đã được xác nhận. Vậy cháu chính là Nguyệt Lạc mà các chú luôn tìm kiếm. Tuyệt đối không thể, các anh chắc chắn đã nhầm lẫn. Cô ấy chỉ là một đôi giày cũ, bị tôi vứt bỏ. Sao cô ấy có thể là... Đúng vậy, Phương Lạc cô ta, sinh ra ở Phương gia, gia đình của tôi. Sao lại trở thành tiểu thư Giang gia chứ? Im lặng. Vòng ngọc đã được xác nhận. Các người còn dám không tôn trọng Nguyệt Lạc, tuyệt đối không thể. Đúng, máu của Phương Lạc là dòng máu thấp hèn, chắc chắn là cô ta sử dụng thủ đoạn. Bắt nạt tiểu Lạc nhà chúng tôi à? Nhiều năm như vậy, thân phận của mình không rõ ràng. Lẽ nào mình thực sự là con gái của Giang gia? Chú à, Hạ Hành Chu đã lừa dối cháu 4 năm, và còn lừa đi tài sản của bố cháu. Ngay lập tức trả lại toàn bộ. Tiền di rời. Hạ Hành Chu, anh đã đối xử với Nguyệt Lạc của gia đình chúng tôi như vậy. Tôi, từ hôm nay, ai dám chứa chấp anh thì là đối đầu với tôi, là kẻ thù của tập đoàn Đường Nhân. Phiền anh đưa những người không liên quan ra. Vâng, đừng. Đừng, Giang đại thiếu. Làm gì vậy, thả ra. Tôi biết sai rồi. Bây giờ tôi chính thức xin lỗi cô. Là Chí Oanh đã giúp tôi trong công việc. Tôi mới bị mê hoặc. Tôi luôn yêu cô. Anh Hành Chu, anh đang làm gì? Tiểu Lạc, người mà tôi luôn yêu là cô. Chính là Phương Chi Oanh, cô ta đã quyến rũ tôi, cầu xin cô tha thứ cho tôi được không? Trừ khi anh chia tay với cô ấy, tôi sẽ tha thứ cho anh. Được được. Từ hôm nay, tôi thề, tôi và người phụ nữ này sẽ không còn liên quan gì nữa. Phương Chi Oanh, vừa rồi cô cũng nghe thấy rồi chứ? Từ hôm nay, đừng bao giờ quấy rối tôi nữa. Người tôi yêu là Tiểu Lạc. Hạ Hành Chu, anh đang làm gì? Làm gì vậy? Tôi nói thật với cô, tôi luôn đang lợi dụng cô thôi. Người tôi yêu luôn không phải là cô. Khốn nạn, khốn nạn. Tiểu Lạc, Hạ Hành Chu, anh cho rằng anh nói vài lời hay, chúng ta có thể quay về như trước sao? Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Anh chỉ là một kẻ đê tiện từ đầu đến chân. Phương Lạc, cô đùa giỡn với tôi à? Có chúng tôi ở đây, cô đừng mơ tưởng làm hại Nguyệt Lạc. Chúng ta về trước đi. Đừng đánh. Chào mừng tiểu thư về nhà. Sao thế? Cháu đừng khóc mà, Nguyệt Lạc. Chú hai, cháu đột nhiên nhớ nhà. Cháu nghĩ đến 15 năm trước, được cha nuôi của cháu nhận nuôi. Tôi tưởng đó là ngôi nhà ấm áp nhất của cháu, không ngờ cháu bị người ta hại lâu như vậy. Nguyệt Lạc cháu yên tâm đi, sau này, đây là nơi ấm áp nhất cháu có thể dựa vào. Và còn có chị gái, họ hiện đang ở nước ngoài, không thể rời khỏi cháu, họ sẽ lập tức về. À, đúng rồi, các chú đừng gọi cháu là Nguyệt Lạc nữa, gọi cháu là Tiểu Lạc đi,
nếu không cháu sẽ không quen. Được. Được. Đi thôi, chúng ta vào trước. Tiểu Lạc, chị gái nói đã chuẩn bị một món quà trị giá 100 tỷ tặng cháu tại buổi tiệc tháng sau. Khi đó, sẽ chính thức công bố cháu trở về Giang Gia, đúng, và còn Hạ Hành Chu đó. Hạ Hành Chu, cháu định giải quyết như thế nào? Hạ Hành Chu đang chiếm tài sản của cha nuôi cháu. Cháu nghĩ, chờ cho điều tra xong xuôi rồi công bố danh tính của cháu cũng được. Được. Cháu muốn làm gì? Các chú sẽ giúp cháu. Cháu muốn nhờ các chú giúp đưa ra một tin giả. Chỉ cần nói đã kiểm tra DNA nhưng lại là nhầm người. Không vấn đề. Cảm ơn các chú. Nói, ông hai, ông bảo tôi đi kiểm tra DNA của cô Phương Lạc, kết quả đã có. Thế nào, giống với DNA của lão phu nhân? Quá tốt. Xem ra cảm giác của chúng ta không sai. Nhưng ông hai, kết quả DNA cho thấy ông và cô Phương Lạc không có mối quan hệ huyết thống. Cái gì? A của Phương Lạc tiểu thư, kết quả đã có rồi. Thế nào, giống gia chủ Giang Ức Như? Quá tốt rồi. Xem ra ánh mắt của chúng ta không sai. Nhưng nhị thiếu gia, kết quả DNA cho thấy ngài và Phương Lạc tiểu thư không có quan hệ huyết thống. Cái gì? Tôi hiểu rồi. Như vậy cũng tốt. Đối diện với Phương Lạc ngược lại sẽ thoải mái hơn một chút. Chíu anh em yêu, anh biết anh đã sai, đừng giận nữa. Anh thực sự biết anh đã sai, em cũng biết tình hình lúc đó mà. Anh thề, sau này anh không dám nữa. Xin em đấy. Biết sai là tốt. Em nói cho anh biết, tin tức đã nói rồi. Phương Lạc hoàn toàn không phải là tiểu thư Giang gia gì cả. Hơn nữa, cùng lúc biến mất còn con gái nhỏ của Tô gia ở phía Giang Bắc Tân Quý, người đó chính là em. Thật sao? Ừ. Chí Oanh, anh đã nói rồi mà, em có phong thái không tầm thường. Cô ả quê mùa Phương Lạc sao so sánh được với em? Tháng sau, ngày ký hợp đồng trị giá hàng trăm tỷ giữa công ty Đường Nhân và công ty Thiên Thịnh sắp bắt đầu rồi. Đây cũng là do Tô gia tổ chức. Tập đoàn Tinh Thần đương nhiên cũng có thể tham gia. Khi đó, chúng ta sẽ đạt được thành công lớn. Bảo bối Chí Oanh, chỉ cần việc này thành công, anh sẽ được vào hội đồng quản trị. Khi đó, chắc chắn sẽ cho em cuộc sống hạnh phúc. Đây chỉ là bước đầu tiên của chúng ta để gia nhập giới thượng lưu. Tô gia vừa tìm lại cô con gái nhỏ. Người này lại chính là Phương Chí Oanh. Tô gia, họ hình như có một cái gì? Tập đoàn Thiên Thịnh. Tháng sau chúng ta còn một lễ ký kết trị giá 100 tỷ với họ. Khi đó, tập đoàn Tinh Thần cũng sẽ đến. Hạ Hành Chu, Phương Chí Oanh, có tôi ở đây. Hừ, đơn hàng trị giá 100 tỷ, đừng mơ tưởng. Cháu cũng muốn đi, có thể đưa cháu đi không? Cái gì mà có thể hay không? Đương nhiên có thể. Đợi một chút. Cháu xem cái này là gì? Con dấu của tập đoàn Đường Nhân. Chú đã làm cho cháu đấy. Còn cái này nữa. Đây chính là hợp đồng 100 tỷ của chúng ta với tập đoàn Thiên Thịnh. Không biết cháu có cần không? Cháu cũng giữ lại đi. Cái này, cháu chỉ là cô con gái vừa được Giang gia tìm lại, sao cháu có thể nhận một món đồ quý giá như vậy? Còn có, làm sao chú biết cháu đang tìm hợp đồng của tập đoàn Thiên Thịnh? Chỉ cần là điều cháu muốn, dù là ngôi sao trên trời, chú cũng sẽ hái xuống cho cháu. Cái này. Được rồi, chú sẽ không trêu cháu nữa. Khi cháu đi dự tiệc,
chú sẽ đưa cháu. Vâng. Rốt cuộc chú ấy có ý gì? Nhờ phúc của chị dâu, nơi tổ chức tiệc quốc gia này, chi phí trung bình phải hơn 20.000 tệ mỗi người, tất cả đều do Giang gia tổ chức phải không? Mẹ nghe nói, phần lớn đều do Tô gia tổ chức. Chờ Chí Oanh trở về Tô gia, những thứ được dùng không chừng vượt quá 6 chữ số. Sau này, cả gia đình chúng ta đều thành công rực rỡ, theo con. Chí Oanh em thật lợi hại. Tất nhiên. Anh Hành Chu, em đã dẫn dắt anh lâu như vậy, không được lãng phí tấm lòng của em đấy. Anh biết rồi. Anh yêu em nhất mà. Đôi giày của cháu đi, không thoải mái phải không? Chú sẽ dìu cháu đi. Vâng, cảm ơn, còn có. Sau này, cháu có thể gọi tên chú. Chuyện này không tốt lắm. Đây không phải vượt quá bối phận sao? Không sao, chúng ta vào trong trước đi. Được. Chú đi nhận cuộc gọi. Vâng, cháu vào trước đi. Được. Chị đã đến chưa? Phương Lạc, sao cô lại tới đây? Không phải, cô không chỉ giả mạo tiểu thư Giang gia, mà còn dám đến làm loạn ở đường nhân. Tôi nghĩ cô giả mạo Giang tiểu thư thì có. Ai cần phải giả mạo cô ta? Tôi nói cho cô biết, tôi chính là Thiên Kim Tô gia, một trong tứ đại gia tộc ở Giang Bắc, dù là Giang gia, cũng phải nể chúng tôi ba phần. Vậy sao? Sao tôi nghe nói, Tô gia vừa tìm thấy cô con gái ngoài giá thú, vẫn chưa muốn để bên ngoài biết, cô nói bậy cái gì vậy? Phương Lạc, cô cút đi được không? Đừng làm lỡ hợp đồng trị giá hàng trăm tỷ của tôi và tập đoàn Đường Nhân. Cô có thể đền được không? Bây giờ anh vui mừng cũng quá sớm rồi đấy. Làm sao anh biết Đường Nhân sẽ không đột ngột chấm dứt hợp tác? Phương Lạc, một thứ hàng giả như cô có quyền gì tra hỏi việc kinh doanh của Giang gia? Hành Chu là tài năng trẻ được Đường Nhân tập đoàn trọng dụng. Cô đừng ở đây làm xấu mặt mình nữa. Một số người tự cho rằng đã ôm được chiếc đùi lớn Giang gia, liền cảm thấy lông cánh cứng cáp rồi. Anh bớt thối mồm đi. Quý vị khách mời, chào mừng đến tham dự bữa tiệc ký kết hợp đồng đặt hàng trăm tỷ của tập đoàn Đường Nhân và tập đoàn Thiên Thịnh. Dưới đây xin mời đại diện của tập đoàn Đường Nhân lên sân khấu. Cô ta là ai? Quản gia của Giang gia à? Để cô ta lên làm gì? Chẳng lẽ là tiểu thư của Giang gia? Chắc không phải đâu. Đồ hàng giả như cô lên làm gì vậy? Cô ta chẳng phải là tiểu thư của Giang gia gì cả. Tôi đã điều tra thông tin của cô từ lâu rồi. Một đứa con hoang, không cha không mẹ. Nếu không phải lúc đầu Phương gia nhận nuôi cô, bây giờ cô vẫn không biết đang lượm rác ở đâu. Tôi nghĩ người ăn bám Phương gia chính là các người đấy. Nếu không phải lúc trước bố tôi tốt bụng nhận nuôi các người bây giờ vẫn không biết đang lang thang trên phố nào. Còn hai người nữa, không ngờ các người lại ăn cháo đá bát, không biết tốt xấu. Phương Lạc, đừng nghĩ rằng bản thân có chút tâm cơ là có thể đổi trắng thay đen ở đây. Tôi khuyên cô nhanh chóng biến khỏi đây. Nơi này không phải nơi cô có thể ở. Cô là một kẻ giả mạo, nói dối không ngớt mồm. Nhanh chóng biến khỏi đây. Có chuyện gì vậy? Từ khi nào họ trở nên thân thiết như vậy? Hoan nghênh các vị Giang gia đến. Tôi thông báo chấm dứt tất cả hợp tác với tập đoàn Thiên Thịnh. Phương Lạc, Giang gia vẫn ở đây, đâu có chỗ cho cô nói. Trời ơi, đây là con dấu của tập đoàn Đường Nhân, chỉ tổng giám đốc mới có thể giữ, chỉ có một cái, nó có thể quyết định tất cả quyền lợi của tập đoàn. Chuyện gì thế? Sao mà ba anh em Giang gia họ rốt cuộc có quan hệ gì? Những người vừa rồi thật là không biết sống chết, lại dám đắc tội nhân vật lớn như vậy. Còn cái này nữa, đây là hợp đồng hợp tác trước đây mà Tinh Thần đã thảo luận. Bây giờ tôi thông báo tất cả hợp tác lập tức chấm dứt. Chuyện này làm sao mà có thể? Tập đoàn Tinh Thần đổi tên, cổ đông đổi người, cái gì?
Hết rồi. Giang Bắc thực sự sẽ thay người, tinh thần không còn nữa. Mình ở Giang Bắc phải sống thế nào? Phương Lạc. Cô không có tư cách làm như vậy, chỉ là một đứa trẻ mồ côi. Cô ta không thể có con dấu của Tổng Giám Đốc. Không được, giả mạo. Con dấu của Tổng Giám Đốc chắc chắn là giả mạo. Mọi người đừng để bị cô ta lừa, con dấu này là giả. Người đứng đầu tập đoàn chắc chắn không thể là cô ta. Được làm giả sao? Rốt cuộc ai mới nói thật? Tô Gia là một trong bốn gia tộc lớn ở Giang Bắc. Phương Chí Oanh lại là tiểu thư mà Tô Gia vất vả lắm mới nhận lại được, chắc chắn không nói dối. Tôi đoán cô gái trên sân khấu đang lừa chúng ta. Ả đàn bà này thật thủ đoạn, có thể leo lên Giang Gia. Ba thiếu gia giúp cô ta diễn kịch, thật đáng ghét. Đuổi cô ta ra ngoài, cút đi, cút đi, cút đi. Ồn ào cái gì thế? Đây là gia chủ Giang Gia, Giang Ức Như. Phương Lạc, đồ dối trá, lần này xem cô sẽ ra sao? Mẹ ơi, con gái mình đã lớn như vậy rồi. Hôm nay là tiệc ký kết của tập đoàn Đường Nhân. Các người dám ồn ào ở đây, Tổng Giám Đốc Giang, bà không biết. Kẻ này không biết xấu hổ, nói những lời ngông cuồng, giả mạo con dấu, nói muốn hủy bỏ hợp tác giữa tinh thần chúng tôi và Đường Nhân. Ồ, lại có chuyện này sao? Gia chủ Giang Gia chính là con ả này, Tổng Giám Đốc Giang, bà không biết cô ta kiêu ngạo thế nào đâu. Tôi nói cho bà nghe, hỗn láo, có biết cô đang nói gì không? Thứ không biết, trời cao đất dày, tự ý vu khống, mắt chó hay khinh người. Tổng Giám Đốc Giang là Phương Lạc đã giả mạo con dấu, còn giả làm con gái của bà. Tôi cũng là Thiên Kim Tô Gia của tập đoàn Giang Bắc trở về nhận thân. Tôi và bà cũng có quan hệ. Im miệng, không biết xấu hổ. Giang gia chúng tôi, xem ai dám phê phán. Con dấu này từ đầu đến cuối chỉ có con bé có thể nắm giữ. Không lẽ cô ấy mới là tiểu thư Giang Gia? Không biết. Nhưng Giang Ức Như mới là gia chủ Giang Gia, người mà bà ấy công nhận. Chứng tỏ mối quan hệ giữa họ không đơn giản. Gì chứ? Chuyện này không thể xảy ra. Tại sao lại đối tốt với cô ta như vậy? Liệu có phải vì Giang Nhị Thiếu, Giang gia chủ? Xin đừng để bị cô ta lừa. Cô ả này chính là một người phụ nữ lươn lẹo, câu dẫn đàn ông khắp nơi. Giang Nhị Thiếu căn bản, tôi tuyên bố bữa tiệc chính thức bắt đầu. Đến đây, đưa hai kẻ này ra khỏi đây. Ai dám làm ồn nữa sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Không phải, Giang gia chủ, đừng chạm vào chúng tôi. Giang gia chủ, Giang gia chủ, con trai, tôi muốn thông báo với mọi người một việc quan trọng. Tôi quyết định sẽ từ chức Tổng Giám Đốc Tập đoàn Đường Nhân, giao vị trí lại cho Tổng Giám Đốc mới, cô Phương Lạc. Cái gì? Thật sự muốn thay người từ bây giờ? Tiểu Lạc, đại diện cho Tập đoàn Đường Nhân, mọi thứ đều theo lời cô ấy. Con trai, tất cả đều là lỗi của ả Phương Lạc đó. Anh, bây giờ chúng ta phải làm sao? Đắc tội Phương Lạc, chúng ta không lẽ bị đuổi khỏi Giang Bắc? Khó khăn lắm mới giàu lên. Em không muốn sống những ngày khó khăn như trước. Thành công hôm nay của chúng ta đều là thành quả mà con vất vả đạt được. Tuyệt đối không thể để Phương Lạc phá hủy nó. Dù cho cô ta cho con tiền mở công ty thì sao chứ? Nếu cô ta dám cản đường con nhất định sẽ không tha thứ cho cô ta. Gần đây tại sao luôn muốn nôn? Chí Oanh, con mang thai sao? Chúng con đi kiểm tra ngay. Đúng đúng đúng. Hành Chu, anh không thấy mấy thiếu gia Giang gia đó đối với Phương Lạc tốt đến mức nào?
đặc biệt là nhị thiếu gia đó, trên sân khấu hay dưới sân khấu, đều ôm cô ta. Có phải cô ta đã cùng Giang nhị thiếu gia làm chuyện đó rồi không? Cô ta chắc chắn là tình nhân của Giang nhị thiếu gia. Em nói đúng, người phụ nữ dễ dãi. Chẳng trách Giang nhị thiếu gia bảo vệ cô ta. Em có cách xử lý cô ta. Đúng như mình dự đoán. Đặt giúp tôi căn phòng trên tầng thượng. Alo chú ba, alo chú ba, Tiểu Lạc, Phương Chí Oanh đang theo dõi cháu, cần chú sai người bắt cô ta không? Không cần đâu, nếu cô ta muốn theo thì để cô ta theo. Sao thế, có chuyện gì xảy ra à? Không có gì đâu. Cảm ơn. Bảo vệ, bảo vệ. Khách hàng của khách sạn Thiên Diệu đều là quý tộc Giang Bắc, không được tự ý chụp ảnh. Cô gái này, xin hãy rời đi. Dọa hỏng đứa bé trong bụng tôi, các người đền được không? Tôi chỉ đến xem thôi. Xem thôi, Phương Lạc. Bằng chứng trong tay tôi, cô chết chắc rồi. Đi, mau rời đi đi. Cháu chỉ đơn giản tha cho cô ta như vậy à? Cháu có cách riêng để đối phó với cô ta, nhưng mà cô ta vừa mới đeo chiếc đồng hồ tận 1 triệu. Hạ Hành Chu không thể mua nổi chiếc đồng hồ đắt đỏ như vậy. Chú giúp cháu điều tra một chút, người phụ nữ này rốt cuộc đang tiếp xúc với ai? 1 triệu. Được, chú sẽ tìm người xem. Hóa ra mình thực sự mang thai. Nhưng gần đây không có quan hệ với Hạ Hành Chu. Nếu như bị anh ta biết đứa bé này không phải của anh ta mà là con của mình với giám đốc tinh thần Trần Viễn thì rắc rối rồi. Thế nào? Em vất vả rồi, Chí Oanh, em yên tâm. Chờ đến khi đứa bé lớn lên, anh nhất định sẽ đưa tất cả của anh cho nó. Hành Chu, con cũng đã có rồi. Anh phải cho em một danh phận chứ. Đúng đúng đúng. Chúng ta lập tức tổ chức đám cưới ngay. Ừ, vậy em sẽ thông báo cho bố, để ông ấy gửi lời mời cho 3 gia tộc lớn còn lại. Em nói, Triệu gia, Tiền gia và Tôn gia. Gần đây anh đang tiếp cận tập đoàn Phong Hành, chỉ cần liên kết với 3 gia tộc lớn, tập đoàn Đường Nhân, chúng ta không cần để vào mắt. Em yên tâm, khi đó anh sẽ ở trong khách sạn sang trọng nhất thành phố này, chắc chắn sẽ không để em và con phải chịu thiệt thòi. Hành Chu, anh thật tốt. Mình sẽ tận dụng cơ hội này, kết hợp sức mạnh của 3 gia tộc lớn, chặn đứng Phương Lạc. Tiểu Lạc, chú sợ Hạ Hành Chu sẽ vì sự việc lần trước ra tay với cháu. Chú yên tâm đi, có các chú bảo vệ mà. Hơn nữa, Hạ Hành Chu tên nhát gan đó, cháu tin hắn không dám. Cháu có việc, cháu đi trước nhé. Không phải cháu hứa hôm nay đi xem phim cùng chú sao? Chú nhỏ, ngày còn dài, sau này sẽ có thời gian, cháu đi trước nhé. Dựa vào cái gì mà anh ấy với Giang Dực Nhiên được dành thời gian cho cháu, đến chú lại khác. Được rồi, cháu đi trước đây. Đợi đã, chú sẽ đưa cháu đi. Vâng. Đi sớm, về sớm. Thế nào, đã tìm ra chưa? Phương Lạc nhất định có quan hệ với thiếu gia Giang gia, bởi vì hành động của họ rất thân mật. Cô ta tiếp xúc rất gần với Giang Dực Nhiên, còn ở cạnh Giang Mục mỗi ngày. Lại phụ nữ như cô ta
đúng là dễ dãi. Nếu không khiến cô ta thân bại danh liệt thì tôi không phải họ Hạ. Vậy tiếp theo phải làm sao? Hãy đợi đi, tôi nhất định sẽ khiến cô ta phải trả giá. Anh hai, anh đang làm gì ở đây? À, em hiểu rồi, anh nói có việc là đã hẹn với con bé, phải không? Không phải chú nói, đều là chú ruột, sao cháu lại thiên vị như vậy? Chú à, mau về tập hát đi. Chú không phải là sắp tổ chức buổi biểu diễn hát sao? Đúng không? Em ba, em về trước đi, lần sau đừng hát nhép nữa. Về nhanh đi. Vậy em đi trước đây. Lần sau không được phép bỏ rơi chú. Biết rồi ạ, đi đi. Đợi chú một chút. Đây là của cháu. Dây chuyền đẹp quá. Chỉ có hơn 3 triệu tệ thôi, có đáng phải vui như vậy không? Dĩ nhiên rồi, từ nhỏ đến lớn, chưa ai từng tặng quà cho cháu cả. Hơn nữa, đây là món quà chú dành riêng cho cháu. Được, vậy chúng ta đi ăn trước nhé. Được. Không được nhìn trộm. Hứa với chú. Không được mở mắt. Đã xong chưa? Chú nghe nói các cô gái đều thích Tuyết. Vì vậy chú đã chuẩn bị một trận Tuyết nhân tạo. Thích không? Thích ạ. Cảm ơn. Còn bữa ăn hôm nay cũng là chú đã nhờ Ramsey bay từ Pháp đến đặc biệt nấu cho cháu. Ngồi trước đi. Thế nào? Món Pháp, ngon chứ? Ừm, ngon. Ông chủ, hình ảnh đã được gửi đến điện thoại của ngài rồi, xin hãy kiểm tra. Thực ra, đây cũng là lần đầu tiên của chú chuẩn bị bất ngờ cho một cô gái. Tốt nhất nên là lần đầu tiên. Dĩ nhiên rồi, chi phí Tuyết nhân tạo rất cao đấy. Cảm ơn chú đã đặc biệt chuẩn bị cho cháu nhiều bất ngờ như vậy. Chú đã nói rồi, sau này đừng gọi là chú nữa. Vậy cháu gọi chú là gì? Chú sẽ đưa cháu về. Xin hỏi cô có phải là bạn gái của Giang Mục không? Xin hỏi cô và Giang Mục quan hệ như thế nào? Xin hỏi đã ở bên nhau bao lâu rồi? Quan hệ gì? Đừng lại gần. Anh và người phụ nữ này quan hệ thế nào? Liệu có giống như tin đồn nói, một chân đạp nhiều thuyền không? Lùi lại. Lùi lại. Không sao. Điều tra những người dưới tòa nhà công ty tôi ở tòa báo nào, mời lãnh đạo của họ đến văn phòng của tôi. Ai sai các người đến đây? Chưa hiểu rõ tình hình, đã ở đây nói linh tinh.
cô gái xấu xí họ Phương, một chân đạp hai thuyền, ngôi sao hàng đầu bị lừa. Hiện nay chi phí tạo tin đồn thất thật, hai người bây giờ đã lên hot search rồi. Cô và Giang Mục hành động thân mật, bây giờ lại với người đàn ông không biết từ đâu tới, tán tỉnh nhau. Chúng tôi đã quay được. Tôi không quan tâm các người dùng cách nào. Ngay lập tức xóa tất cả các tin nổi. Nếu không, tôi không ngại để cho Giang Mục gửi thư mời từ luật sư cho các người. Nhân tiện tôi tự giới thiệu, tôi là anh trai thứ hai của cậu ta. Xin hai người đừng tố cáo chúng tôi. Chúng tôi thực sự rất cần công việc này. Chỉ cần các người nói cho tôi kẻ chủ mưu ở phía sau là ai, tôi sẽ không tố cáo các người. Tôi chỉ có thể nói cho hai người biết, anh ta họ Hạ. Họ Hạ. Được, tôi hiểu rồi, các người về trước đi. Alo, thế nào? Đã thấy tin nóng chưa? Tôi đã biết là do anh làm. Tôi chỉ muốn cô nhận ra hiện thực. Đừng nghĩ rằng leo lên giường của Giang Dực Nhiên sẽ có thể đấu với tôi. Tôi nói cho cô biết, tôi có 10.000 cách để khiến cô thân bại danh liệt. Một cô nhi không biết chui từ đâu như cô không xứng đấu với tôi. Tôi nói cho cô biết, tôi sắp làm quản lý cấp cao ở tập đoàn Phong Hành rồi. Vậy sao? Cô nói xem sau đêm nay Giang Dực Nhiên có ghét cô không? Đây chính là báo ứng vì cô đã đắc tội tôi. Được thôi, chúng ta hãy chờ xem. Sao thế? Tên họ Hạ lại bắt nạt cháu à? Anh ta không có khả năng đó đâu. Mấy ngày này chú phải tìm người dạy dỗ hắn một chút. Đúng là phải trừng phạt anh ta một chút. Có phải chúng ta có dự án hợp tác với tập đoàn Phong Hành không? Phong Hành? Hình như có một dự án IPO đang diễn ra. Nhưng chuyện này liên quan gì đến Hạ Hành Chu? Hạ Hành Chu, anh ta luôn muốn có cổ phần của tập đoàn Phong Hành. Anh ta muốn nắm bắt cơ hội trèo lên như vậy. Vậy thì hãy cho anh ta như ý. Cháu muốn làm gì? Cháu muốn chú chỉ định Hạ Hành Chu chịu trách nhiệm dự án này. Cháu có thể làm cho anh ta táng ra bại sản. Được, tất cả theo ý của cháu. Hạ Hành Chu, tôi sẽ gửi cho anh một món quà lớn, hy vọng anh có thể chịu được. Được, chúng ta về nhà, đi thôi. Alo, Tiểu Lạc, hôm nay là sinh nhật của tớ, đã đặt bàn tại quán rượu, tối nay chúng ta cùng vui vẻ, chúc mừng sinh nhật của tớ nhé. Được, được, tối nay gặp, được. Làm tốt lắm. Cảm ơn. Xin lỗi, bị tắc đường, đến muộn rồi. Phương Lạc, bình thường không phải thích nhất là tán tỉnh đàn ông lạ sao? Tối nay sẽ sắp xếp cho cô hai người, đảm bảo cô sẽ hài lòng. Cô dám? Bọn anh sẽ phục vụ em chu đáo. Anh chạm vào tôi thử xem, anh biết tôi là ai không? Chẳng phải chỉ là một người bị chồng bỏ rơi à? Bọn anh chơi đùa với em là cho em thể diện đó. Thả ra, đừng có không biết điều. Cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng. Thả tôi ra. Cứu mạng. Thả tôi ra. Tiểu Lạc, không sao chứ? Sao chú lại đến? Chú thấy cháu lâu không về nhà, đương nhiên sẽ sai người đến tìm cháu. Tất cả những người bắt nạt cháu, chú sẽ không bỏ qua một ai. Kéo họ ra ngoài. Đợi tôi. Dám bắt nạt Tiểu Lạc, tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết. Anh muốn làm gì? Hạ gia các người ức hiếp Tiểu Lạc nhà tôi suốt nhiều năm. Đây là điều kiện đủ để tôi làm cho Hạ gia biến mất. Không quá đáng phải không?
đừng mà giám đốc Giang. Anh vẫn chưa biết, Phương Lạc người phụ nữ xấu xa này, vừa ly hôn với anh trai tôi, liền đi quyến rũ em trai anh, Giang Mục. Tôi chỉ muốn trừng phạt cô ta thôi. Giữ mồm sạch sẽ đi. Hạ gia ức hiếp Tiểu Lạc của tôi, suốt nhiều năm, tôi còn chưa tính sổ với các người đâu, lời tôi nói đều là thật. Lúc cô ta cưới anh trai tôi, thường xuyên ra ngoài quyến rũ đàn ông, đã bị anh trai tôi phát hiện, mới ly hôn. Cô nói linh tinh, Hạ gia không có thứ gì tốt đẹp cả. Hạ gia các người, to gan thật đấy. Hôm nay dám ức hiếp Tiểu Lạc, có phải ngày mai sẽ treo lên đầu tập đoàn Đường Nhân chúng tôi. Cháu có một ý tưởng. Tập đoàn Phong Hành có dự án, đang hợp tác với tập đoàn Đường Nhân. Người phụ trách dự án này chính là Hạ Hành Chu. Hôm nay xảy ra chuyện như vậy, có nên xem xét thay thế anh ta không? Hạ Hành Chu, tôi cho cậu 20 phút. Cút đến trước mặt tôi. Nếu không thì mạng em gái cậu, đừng mơ còn. Giang Nhị Thiếu, chuyện này là sao ạ? Hãy tự hỏi, em gái tốt của cậu đã làm gì? Anh cuối cùng cũng đến, tất cả đều là tại Phương Lạc, người phụ nữ này vu oan em, anh phải làm chủ cho em. Phương Lạc, lại là cô à, dám ức hiếp em gái tôi. Cậu muốn trước mặt tôi bắt nạt Phương Lạc sao, Giang Nhị Thiếu? Dù cho cô ta là cháu gái ruột của anh, nhưng cô ta chỉ là một kẻ hèn nhát hay đố kỵ. Phương Lạc, bây giờ cô giỏi lắm rồi, còn khiến Giang Nhị Thiếu quay vòng vòng. Tại sao trước đây tôi không nhận ra cô có tài năng như vậy? Đủ rồi. Tập đoàn Phong Hành đang hợp tác với công ty chúng tôi, người phụ trách dự án đó chính là cậu phải không? Đúng vậy, tập đoàn Giang Thị chúng tôi hợp tác với người khác, xem trọng nhất là nhân phẩm. Nếu nhân chất của cậu như vậy, tôi nghĩ nên thay đổi. Đừng mà, Giang Nhị Thiếu, đừng vì Phương Lạc ảnh hưởng đến sự hợp tác giữa chúng ta. Phương Lạc, cô nhất quyết không muốn tôi sống yên phải không? Còn dám nói lời ngông cuồng. Hạ Hành Chu, anh muốn giữ dự án này rất đơn giản. Hôm nay em gái anh đã mắc phải lỗi như vậy, anh là anh trai, không thể làm ngơ, anh có phải nên dạy dỗ cô ta cẩn thận không? Được. Anh, nhiều năm qua anh luôn yêu thương em, anh thật sự vì con ả xấu xí này đánh em. Im đi. Hạ Minh Tâm, thường ngày anh đã quá chiều em rồi, phải không? Em có biết em gần như đã làm hỏng dự án của anh, phá hủy tương lai của anh trai em không? Hạ Hành Chu, quả nhiên anh vì bản thân cái gì cũng dám làm. Phương Lạc, hài lòng chưa? Sao thế? Chỉ là một cái tát liền có thể xóa sạch tổn thương mà tôi phải chịu sao? Cô còn muốn gì nữa? Bắt cô ta xin lỗi. Nếu không người phụ trách dự án giây tiếp theo không còn là cậu nữa đâu. Minh Tâm, xin lỗi đi. Anh, em không chịu đâu. Xin lỗi. Xin lỗi. Chưa ăn cơm à? Nói lớn lên một chút. Minh Tâm, đã nghe chưa? Giang Nhị Thiếu bảo em nói to hơn. Xin lỗi, tôi không nên. Được rồi, được rồi. Sau này đừng làm những trò hèn hạ như thế nữa. Chúng ta về nhà thôi. Minh Tâm, anh lại vì con ả đó đánh em. Minh Tâm, em cũng đã thấy tình hình rồi đó. Phương Lạc không biết đã dùng chiêu thức gì khiến cho mấy thiếu gia Giang gia xoay vòng vòng. Hôm nay nếu anh không bắt em làm vậy, Hạ gia sẽ tiêu đời. Anh, vậy chúng ta cứ như vậy để Phương Lạc bắt nạt sao? Minh Tâm, em yên tâm, tập đoàn Giang Thị bọn họ không nhúng tay được vào Phong Hành đâu. Chờ anh hoàn thành dự án này, chắc chắn sẽ thăng tiến, khi đó sẽ không để chúng sống thoải mái.
nhất định phải chú ý. Tiểu Lạc, chú có tin vui muốn nói với cháu, bố cháu hôm nay đã trở về. Tuyệt quá, cháu sẽ đi mua quà cho bố, chờ một chút. Đây là thẻ đen thánh kim, có thể sử dụng trên toàn thế giới, không giới hạn số tiền, thoải mái sử dụng. Anh có món đồ tốt như vậy, tại sao không mang sớm cho Tiểu Lạc? Cảm ơn chú hai, chú thật tuyệt vời. Vậy cháu đi trước nhé. Không đúng, đây là tiền chú cho mà. Con bé này. Còn em đấy. Chào hai vị, xin hỏi muốn mua gì ạ? Tôi sẽ xem qua trước. Vâng, mời qua phía này. Đây là quầy chính SMS đấy. Cả những cái rẻ nhất cũng phải 15 vạn. Con nhóc như mày, còn chưa dứt sữa. Không. Có phải mày muốn đến cửa hàng của bọn tao dùng điều hòa miễn phí không? Không mua cũng có thể xem mà. Tôi sẽ dẫn cô ấy đi xem trước. Mấy đứa học sinh tiểu học như nó, từ trên xuống dưới, không có một cái nào hàng hiệu. Tôi cũng xấu hổ vì cô. Thật không có mắt. Tôi muốn cái này. Chí Oanh, cửa hàng này vừa đắt vừa xấu, chúng ta đổi cửa hàng khác đi, xem thôi mà. Tô tiểu thư cô đến rồi, xem thử có cần gì không, nào. Hôm nay tôi chỉ xem qua thôi, được, xin mời. Cái túi này đẹp đấy, tôi thích. Tôi muốn cái túi này, hãy gói giúp tôi cái túi này. Cái túi này tôi đã chọn trước rồi. Em gái này, em chọn trước thì sao? Hơn nữa em cũng không mua nổi cái túi này. Đi, thanh toán. Không phải, thanh toán. Em có tiền không? Chị đã nói rồi, em không có tiền. Em gái nhỏ, nơi này. Không phải, nơi một đứa nhóc nên đến. Nhanh chóng đi đi, tôi chỉ quên mang thẻ. Loại người như mày, tao đã thấy nhiều rồi. Đến cửa hàng xa xỉ của bọn tao cũng chỉ để mở mang tầm mắt, còn giả vờ muốn mua túi. Ông, được rồi, lười nói chuyện với nó, đóng gói cho tôi. Được, chờ một chút. Cái túi này, tôi muốn nó. Phương Lạc, cô đến gây sự à? Em gái nhỏ này, chị tặng cái túi này cho em. Chị thực sự muốn tặng cho em à? Dĩ nhiên rồi. Phương Lạc, bây giờ bám được đùi người có quyền có thế, liền muốn đè đầu tôi. Hành Chu bây giờ đã là cấp quản lý cao cấp của tập đoàn Phong Hành. Sự khác biệt giữa cô và anh ấy như mây và bùn vậy. Không phải chỉ là 300-500 triệu sao? Phương Lạc, nếu hôm nay cô có thể mua được cái túi này, tôi sẽ từ đây bò ra ngoài. Được thôi, đến đây quẹt thẻ. Đây là thẻ đen thánh kim. Tôi đã làm việc trong ngành này suốt 10 năm, lần đầu gặp thẻ đen cao cấp, có thể sử dụng trên toàn cầu và không giới hạn số tiền. Thẻ đen gì chứ? Cô ấy chỉ là một người giữ trẻ, làm sao có thể có thẻ đen? Thẻ này chắc chắn là giả, chỉ cần quẹt một lần là biết thật giả ngay. Quẹt đi. Hóa ra cô chính là người có thân phận cao quý, chủ nhân của thẻ đen không giới hạn. Hoan nghênh chủ nhân của thẻ đen không giới hạn. Tiểu thư, thẻ đen của cô là phiên bản giới hạn phát hành tại Giang Bắc. Tại cửa hàng chúng tôi có quyền mua hàng ưu tiên nhất. Làm sao có thể? Không thể. Chắc chắn có gian lận. Quản lý, anh hãy xem kỹ lần nữa đi. Vị tiểu thư này, xin đừng nghi ngờ chuyên môn của chúng tôi. Nếu chúng tôi đến ngay cả thẻ đen cao cấp cũng không thể phân biệt, thì còn ở lại công ty làm gì nữa? Anh đang có thái độ gì vậy? Anh đối xử với khách hàng như vậy à? Xin lỗi, chúng tôi luôn coi những khách hàng có thẻ đen cao cấp là ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi chỉ làm theo quy định. Không cần, không cần đâu. Em gái, chiếc túi này tặng cho em. Chị thực sự muốn tặng nó cho em à? Ừ,
Phương Lạc, cô đừng tự mãn quá sớm. Tôi nói cho cô biết, nếu cô dám mắng khách hàng VIP của chúng tôi một câu nữa, chúng tôi sẽ đưa cô vào danh sách đen ngay bây giờ. Anh Hành Chu, anh nhìn nhân viên này xem. Không sao, Chi Oanh, không nên quen biết với loại người này. Cửa hàng này, chúng ta cũng không thèm đến, đi xem chỗ khác đi. Không sao, đi thôi. Phương Lạc, tốt nhất cô đừng rơi vào tay tôi. Chị này độc miệng thật đấy. Chị Phương đừng giận, chị rất tốt. Em tin chị không phải là người như vậy. Cảm ơn em đã tin tưởng chị như vậy. Anh hãy kiểm tra công ty xem, có phải đang có người đang lạm dụng quyền lợi cá nhân để những người không tốt vào công ty làm việc. Chị ơi, thực ra em là CEO của tập đoàn Phong Hành, giám đốc điều hành chính Lâm Chi. Trẻ như vậy mà đã là tổng giám đốc sao? Cô Phương Chi Oanh này, nếu như cô biết cô vừa mới đắc tội cấp trên, tương lai của Hạ Hành Chu, thì cô sẽ có phản ứng như thế nào nhỉ? Anh ta được tuyển dụng nhờ mối quan hệ gia đình. Có em ở đây thì anh ta đừng hòng có thể vào được tập đoàn Phong Hành. Chị ơi, em cảm ơn chị lúc nãy đã giúp em. Đây là tài khoản VIP trọn đời của các khách sạn nằm trong tập đoàn Phong Hành. Đây là một chút lòng thành của em, mong chị nhận lấy ạ. Vậy thì chị cầm nhé. Em cũng là tầng lớp trẻ có triển vọng, chị còn cần mua quà cho cậu, chị đi trước nhé. Gặp lại sau ạ. Được, tạm biệt. Lâm Tổng, ngài đến kiểm tra tiến độ công việc ạ. Phó Tổng mới được bổ nhiệm là anh Tô, thực sự đã sắp xếp cho họ vào ạ. Ngài có căn dặn gì không? Tất cả những người mà anh ta giới thiệu đều bị sa thải, và tôi ra lệnh cho anh đuổi việc những kẻ coi thường người khác. Hãy sa thải nhân viên bán hàng này cho tôi. Lâm Tổng, tôi có mắt như mù. Tôi sai rồi, xin cô hãy tha thứ cho tôi. Chị gái này có tác phong làm việc rất tốt, vị trí của anh ta để chị ấy đảm nhiệm đi. Vâng. Chú họ, gần đây công việc làm ăn với tập đoàn Đường Nhân đó thế nào rồi ạ? Rất tốt, vừa ký hợp đồng trị giá 3 tỷ đồng. Chú họ, đây chính là chồng tương lai của cháu, Hạ Hành Chu. Tô Tổng, chúng ta đều là một nhà, đợi cháu gia nhập tập đoàn Phong Hành, xin hãy giúp đỡ cháu nhiều hơn. Cháu cứ yên tâm, có chú ở đây, Lâm Tổng chắc chắn sẽ đánh giá cao cháu. Vậy thì cảm ơn chú. Chú uống trà đi ạ. À, chú à, tháng sau, cháu và Hành Chu sẽ tổ chức đám cưới ở một khách sạn của tập đoàn Phong Hành. Khi đó chú nhất định phải đến đấy ạ. Được, chú nhất định sẽ đến. Chỉ cần dựa vào vị trí của chú trong tập đoàn Phong Hành, những người của ba gia tộc còn lại chắc chắn sẽ hợp tác với mình. Phương Lạc, lần này cô chết chắc rồi. Tiểu Lạc, là con thật sao? Con gái bảo bối của Giang gia cuối cùng đã trở về rồi. Ba, con rất nhớ ba. Ba cũng rất nhớ con. Anh nhìn kìa, đó có phải là con rể của gia chủ nhà họ Giang, Giang Trấn Hải không? Phương Lạc thế mà lại có quan hệ bất chính với Giang Trấn Hải. Đúng là vì muốn leo lên tầng lớp giàu có, chuyện gì cô ta cũng có thể làm. Hay lắm, Phương Lạc, lại bị tôi bắt được rồi. Lần này tôi sẽ khiến cô xuống địa ngục. Trần Tổng, tài liệu mà anh cần. Sao giờ em mới đến vậy? Tiểu yêu tinh, người ta chẳng qua là sợ người khác phát hiện ấy mà. Dạ, chú hai, có chuyện gì vậy ạ? Việc cháu nhờ chú tìm hiểu trước đó đã có manh mối rồi. Phương Chi Oanh thật không ngờ là ngoại tình với Trần Viễn, giám đốc của Tinh Thần. Vậy nghĩa là con của Phương Chi Oanh không phải là
chú hai giúp cháu điều tra một chuyện. Chú hãy điều tra, con của Phương Chi Oanh, cuối cùng là con của cô ta với ai? Được, chờ tin tức của chú. Dạ. Giang Tổng, cô có thư ạ. Được, ra ngoài đi. Alo, chào anh. Phương Lạc. Là tôi đây, Phương Chi Oanh. Tôi và Hành Chu kết hôn rồi. Gọi đến thông báo cho cô một tiếng, dù sao thì cô cũng coi như là người chứng kiến tình yêu của tôi và Hành Chu. Cô không đến chúc phúc cho chúng tôi à? Nhanh vậy đã kết hôn rồi sao? Cũng đúng. Để tránh cho đến lúc đó con cô lại không biết cha nó là ai thì gay gâu lắm. Chắc chắn sẽ có người nói xấu sau lưng cô. Cô đây chỉ là đang ghen tị với tôi. Tôi đã lấy người mà cô yêu. Còn cô thì bị anh ta đuổi ra khỏi nhà. Chắc chắn cô cảm thấy rất khó chịu đúng không? Tôi coi anh ta như một đống rác. Còn cô lại coi anh ta như một viên ngọc quý. Nếu cô có bản lĩnh thì hãy đến tham dự đám cưới đi. Đừng chỉ biết nói miệng. Đến lúc đó, tất cả nhân vật quan trọng ở Giang Bắc sẽ có mặt. Cô cứ đợi xấu mặt đi. Không thể tồn tại ở cái đất Giang Bắc này đi. Được, tôi nhất định sẽ đúng giờ đến tham dự đám cưới của hai người. Hẹn gặp cô vào thứ hai tuần sau. À đúng rồi, tôi cũng sẽ tặng cho cô một món quà lớn, khiến cô cả đời này đều khó quên. Khách sạn Phong Hành. Triệu gia chủ, chúc mừng, Tiền gia chủ, xin mời vào trong. Lý gia chủ, xin mời vào trong. Chúc ngon miệng ạ, chúc mừng, chúc mừng. Chúc mừng, không cần khách sáo, không hổ là Tô tiểu thư, còn mời được cả gia chủ của ba gia tộc lớn đến tham dự đám cưới. Mặc dù không bằng Giang gia, là gia tộc lớn hàng đầu trong bốn đại gia tộc, nhưng vậy cũng được rồi. Tôi còn nghe nói, chồng của Tô tiểu thư sắp được bổ nhiệm làm cán bộ cấp cao của tập đoàn Phong Hành. Thân phận cao quý. Ấy không dám, không dám. Các vị, xin mời vào trong. Xin mời vào trong. Hành Chu, bây giờ em rất hạnh phúc. Ngốc thật, đã là người phụ nữ của anh, tất nhiên sẽ được hạnh phúc rồi. Phương Lạc, hôm nay sẽ là ngày tàn của cô. Ai đến rồi kìa? Dường như là cô vợ cũ của Hạ Hành Chu. Phương Lạc, cô ấy đến làm gì? Đây là đám cưới của chồng cũ cô ấy mà. Phương Lạc, cô thật sự không sợ bị mất mặt à? Đến rồi à? Phương Lạc, cô thật sự không sợ mất mặt à? Đến rồi à? Cô mời tôi nhiệt tình như thế, tôi tất nhiên sẽ đến tặng lễ lớn rồi. Phương Lạc, nếu hôm nay cô dám làm loạn ở đây, đừng trách tôi mời người đưa cô ra ngoài. Phương Lạc, cậu mặc áo lông giả đến tham dự đám cưới của tôi đấy à? Tôi thấy Phương Lạc cô đang mắc chứng ảo tưởng phải không? Tôi nói này, cô là người đã qua tay nhiều người, cô thật sự nghĩ rằng mình xứng tham gia hôn lễ à? Nhị thiếu, rồi lại tam thiếu, cảm giác của việc được người ta thay phiên nhau phục vụ chắc là hạnh phúc lắm nhỉ? Cô thật sự nghĩ rằng họ coi trọng cô à? Đừng quên rằng hôm nay ngoài việc là đám cưới của hai người còn là tiệc chào mừng của ông Giang, sao tôi không thể đến đây được? Tôi... Được rồi, hôm nay là ngày vui của chúng ta, đừng nhỏ nhen như cô ta, tiểu hồ ly tinh. Cô cứ đợi đấy. Xin mời cặp đôi cô dâu chú rể của chúng ta lên sân khấu. Các vị, chào mừng mọi người đến dự đám cưới của tôi. Nhân dịp này, tôi cũng muốn thông báo một điều. Tôi, Hạ Hành Chu đã từ chức ở tập đoàn Tinh Thần và sắp bắt đầu làm việc tại tập đoàn Phong Hành, đảm nhiệm vị trí giám đốc tập đoàn Phong Hành. Chúng tôi cũng mời đến lãnh đạo cao nhất của Phong Hành, Tổng Giám đốc Lâm, ngài ấy sẽ trực tiếp thông báo chính thức về việc nhận chức của Hành Chu.
Tổng giám đốc Hạ không chỉ là người có tài năng, mà còn xứng đáng được trọng dụng. Tập đoàn Phong Hành là nơi mà nhiều người tranh vỡ đầu cũng không vào được. Ngài Hạ không chỉ vào được, mà còn trở thành giám đốc, của thật là tuổi trẻ tài cao. Hôm nay thật sự là ngày song hỷ lâm môn của Hạ gia và Tô gia. Chúc mừng, chúc mừng. Không dám, không dám, cảm ơn. Chúc mừng cùng vui, Hạ Hành Chu, tôi đoán hôm nay anh không thể trở thành quản lý cấp cao đâu. Phương Lạc, cô hỗn hào quá rồi đấy. Cô chỉ là một người giữ trẻ, nói tinh tinh cái gì thế? Đúng là trò cười, vị trí này là do tôi cố gắng giành được, bằng thực lực của mình. Phương Lạc này, đứng trước mặt bốn gia tộc lớn, vẫn dám nói bậy. Tiền gia chủ cô ta chỉ ghen tị mà thôi, anh có tin không? Bây giờ tôi chỉ cần đếm đến ba, anh sẽ bị sa thải, không tin thì chờ xem. 3, 2, 1. Cô. Cái gì? Tôi đã bị từ chối vào làm rồi sao? Điều này. Phương Lạc. Có phải chuyện này do cô gây ra đúng không? Lần hợp tác với trước đó với tập đoàn Tống Nhân, cũng là cô chơi xỏ, nên mới bị hủy bỏ đúng không? Chắc chắn là cô đã nói gì đó với tổng giám đốc của Phong Hành đúng không? Vậy nên vị trí giám đốc của Hành Chu mới bị thu hồi. Tôi chẳng nói gì cả, tất cả đều do các người tự gây ra. Chắc chắn là cô không chấp nhận được việc tôi và Hành Chu ở bên nhau, chia rẽ nội bộ. Cô có bằng chứng không, hay chỉ đang nói bậy? Còn muốn bằng chứng gì nữa chứ? Trước đó Hành Chu và tập đoàn Tống Nhân đã bàn bạc một thương vụ lớn, rõ ràng đã thành công rồi. Nếu không phải vì cô gây cản trở, thì sao có thể bị hủy được? Đúng, trước đó cô ta dựa vào Đường ra để bắt nạt Chi Oanh. Người đâu, mau đuổi cô ta ra khỏi đây. Đuổi tôi ra khỏi đây? Hãy xem xét xem anh có đủ tư cách không rồi hãy nói. Đây là thẻ VIP vàng của khách sạn Phong Hành. Người sở hữu thẻ này có thể quyền hưởng những dịch vụ cấp cao nhất. Thẻ vàng gì đây? Hôm nay tôi thuê cả chỗ này, tôi nói thì mới tính. Đây thực sự là thẻ VIP vàng, tôi luôn muốn có được một cái, nhưng mãi không có được. Làm sao cô ấy có được cái này? Cô ấy thật sự có thẻ VIP vàng của khách sạn Phong Hành, lại thẻ này không thể mua được, chỉ có những người quyền lực cao mới có thể sở hữu. Bối cảnh sau lưng người phụ nữ này có lẽ không đơn giản. Đứng đó làm gì? Đưa cô ta ra khỏi đây. Anh Hạ, người sở hữu thẻ vàng có quyền lực cao nhất tại khách sạn này, chúng tôi chỉ nghe theo người sở hữu thẻ vàng. Nhìn xem Hạ Hành Chu, mặt cũng xanh lè rồi. Anh ta coi thường người vợ cũ, kết quả là người ta giỏi hơn anh ta nhiều. Thật đáng chết. Chờ chút nữa chú họ em đến, xem cô ta còn kiêu ngạo như thế nào. Phó tổng giám đốc của tập đoàn Phong Hành Tô Tề Thiên đến chúc mừng cặp đôi mới. Phó tổng giám đốc của tập đoàn Phong Hành làm sao lại đến đây? Tô tiểu thư là cháu gái ruột của phó tổng giám đốc Tô, vợ cũ của Hạ Hành Chu. Toi đời rồi, chú họ. Cuối cùng chú cũng đến, chú phải làm chủ cho cháu và Hành Chu. Chú. Cuối cùng chú cũng đến, chú phải làm chủ cho cháu và Hành Chu. Vợ cũ của Hành Chu cố ý đến đây làm chúng con mất mặt, và cô ấy còn hủy bỏ vị trí của Hành Chu. Cái gì? Chú hoàn toàn không nhận được tin gì. Chuyện này là sao thế? Chú có điều không biết. Vợ cũ của Hành Chu này thực sự có chút bản lĩnh, mà cô ta còn có thẻ VIP vàng của khách sạn Phong Hành. Tất cả bảo vệ đều nghe theo cô ấy, chú còn tưởng là nhân vật tai to mặt lớn nào? Mọi người, đầu tiên tôi xin tự giới thiệu, tôi là người đứng thứ hai tại tập đoàn Phong Hành, cũng là người đứng đầu Tô gia. Hôm nay có tôi ở đây, tất cả mọi người trong khách sạn đều phải nghe theo tôi, dù cô có thẻ VIP vàng cũng phải biến khỏi đây. Cô đã nghe rõ chưa? Ở Phong Hành, phó tổng giám đốc Tô chính là trời, bị điếc hết rồi à? Nhanh chóng đuổi cô ta ra ngoài. Tôi là khách quý của khách sạn Phong Hành, các người dám động vào tôi thử xem. Phương Lạc, ghìa vờ thì cũng cần phải có giới hạn. Giờ cô có quỳ xuống xin tôi, có lẽ tôi vẫn có thể để cô ít bị nhục nhã hơn. Kéo cô ấy ra khỏi đây cho tôi, tôi sẽ cho mấy người cơ hội cuối cùng. Bỏ tay ra. Tổng giám đốc Linh Chi của tập đoàn Phong Hành đến. Đến. Tổng giám đốc tập đoàn Phong Hành, cô ấy thật sự đến kia. Tổng giám đốc tập đoàn Phong Hành, các doanh nhân hàng đầu trong và ngoài nước đều coi cô ấy là tấm gương. Đây là lần đầu tiên cô ấy xuất hiện trước công chúng kể từ khi trở về nước. Linh Tổng, cô chính là con danh chúng tôi gặp ở cửa hàng quần áo đó. Trẻ con biết cái gì, mau đi.
Chắc chắn ngài đây là Linh tổng phải không? Hỗn láo, đây là người đại diện của tập đoàn Phong Hành chúng tôi, tổng giám đốc chính thức. Linh Chi? Cái gì? Cô ấy là tổng giám đốc? Đúng là một điều hiếm thấy, kỳ tài thương trường, đùa bỡn cả giới thương mại, lại là một cô gái trẻ tuổi. Tập đoàn Phong Hành, tập đoàn Đường Nhân, thậm chí là bốn gia tộc lớn cũng khó mà đối phó. Nếu bốn gia tộc lớn hợp tác với Phong Hành, đó thật sự sẽ là một sự liên kết chặt chẽ. Linh tổng, Chi Oanh không phải là cố ý. So sánh ra thì cô nên xử lý người phụ nữ độc ác này. Cô ấy đã làm loạn tại khách sạn của chúng ta, còn nói là khách quý của quý. Tôi còn nghe nói vị trí của Hành Chu đã bị thu hồi. Chắc chắn ở đây có sự hiểu lầm gì đó. Linh tổng, cô ấy là khách quý của tôi. Linh tổng, ý của ngài là sao? Mọi người, ngày đó tôi đi đến cửa hàng mua quà sinh nhật cho mẹ tôi, lúc đó không mang tiền, chính họ đã vu khống tôi, làm nhục tôi. Ngày đó là cô Phương đã trả giá cao giúp tôi mua quà. Vì vậy mọi người nghĩ xem, loại người như vậy có xứng đáng làm quản lý cấp cao trong công ty không? Không phải chứ, cô ta trẻ như vậy dựa vào đâu mà trở thành tổng giám đốc chứ? Não nhỏ như quả nho, đúng là thứ đàn ông không có kiến thức. Tổng giám đốc là tôi có mắt không thấy Thái Sơn. Tôi sai rồi, tôi sai rồi. Nhưng cô đừng bao giờ tin vào lời nói vô căn cứ của Phương Lạc. Hành Chu, anh ấy vô tội. Còn ông đấy, đừng nghĩ rằng tôi không biết. Chính vì cô ta là cháu gái ruột của ông đã lạm dụng quyền riêng để cho Hạ Hành Chu đi cửa sau. Người như ông, công ty không cần cũng được. Không phải đâu tổng giám đốc Lâm, đây đều là hiểu lầm. Tổng giám đốc Lâm, ông hãy báo cáo tại phòng tài chính đi. Không phải đâu tổng giám đốc Lâm, tổng giám đốc của tập đoàn Phong Hành thì sao? Hôm nay bốn gia tộc lớn đều ở đây, bốn gia tộc lớn chúng tôi hợp tác, chẳng lẽ lại sợ một tổng giám đốc Phong Hành nhỏ bé như cô hay sao? Khéo lại đuổi thẳng cô ra khỏi Giang Bắc. Hỗn láo, im miệng, cô đã đắc tội tổng giám đốc Lâm, vẫn muốn kéo ba gia tộc lớn chúng tôi xuống, cô đúng là độc ác. Những chuyện mà Tô gia làm đều không có liên quan gì đến các gia tộc khác, tạm biệt. Lui xuống đi. Tiểu thư Phương Lạc, từ nay cô sẽ là hội viên VIP của tập đoàn Phong Hành, là khách quý của chúng tôi. Em gái, lúc đó chị giúp đỡ em chỉ là vì thấy bất công. Em đừng khách sáo như vậy. Tiểu thư Phương Lạc, nhờ có sự giúp đỡ của cô, tôi mới có thể mua quà sinh nhật cho mẹ tôi. Tôi thực sự rất biết ơn cô. Lâm tổng, những việc trước đó đều là lỗi của tôi, tất cả đều do tôi mắt mù, cô đừng chấp nhặt chúng tôi. Cô đừng bao giờ tin vào cô Phương Lạc. Lâm tổng, có lẽ cô không biết, cô ấy không chỉ có tình cảm với nhị thiếu Giang gia, mà còn quyến rũ anh rể đã 50 tuổi của vị thiếu gia đó. Đừng vu oan cho tiểu thư Phương Lạc. Tất cả đều do hai người kết hợp với nhau hại tiểu thư Phương Lạc. Lâm tổng, là chính mắt tôi nhìn thấy, tôi có hình ảnh đấy. Cô xem, bằng chứng rõ ràng. Tôi xem cô còn dùng lý do gì để bào chữa. Không chỉ quyến rũ nhị thiếu và tam thiếu, thậm chí anh vợ 50 tuổi cũng không tha. Đúng là không biết xấu hổ. Cô ta đúng là không biết xấu hổ, nên bị đuổi khỏi đây, dìm trong lồng heo. Chị Phương Lạc, điều này có thật không? Nhưng người đó là cha tôi. Phương Lạc, cô nói Giang gia chủ là cha cô á? Phương Lạc, cô chỉ là một người giúp việc thôi, bị chụp được ảnh ngoại tình là hoang tưởng mình là tiểu thư Giang gia thật đấy à? Cô vẫn muốn tìm lý do thoái thác à? Phương Lạc, tôi khuyên cô đừng nói dối nữa. Cô còn nói Giang gia chủ là cha cô thì cứ chờ xem, thậm chí đến mình chết thế nào cô không biết đâu. Số tiền 10 triệu này cô giữ đi. Nhanh chóng biến đi, tránh xa khỏi tôi và Chí Oanh, được không? Tôi không thèm số tiền này. Anh cầm đi, thử trà của anh rể mà xem. Minh Tinh đến rồi đấy. Lão gia, lão gia, không ổn rồi. Tiểu thư bị bắt nạt ở trong hôn lễ của Hạ gia. Cái gì? Lúc ngài và tiểu thư ôm nhau đã bị chụp lén. Có người cầm những bức ảnh này bôi nhọ tiểu thư là tình nhân của ngài và nhị thiếu gia. Ai mà dám vô lễ như vậy? Đúng là hỗn xược, mau chuẩn bị xe. Để đến lúc đó, người nhà Giang gia biết rồi, chắc chắn sẽ không tha cho các người. Cô thực sự nghĩ Giang gia sẽ chống lưng cho cô à? Cô thực sự nghĩ mình là đại tiểu thư Giang gia à? Vậy thì tôi sẽ đợi ở đây,
xem người nhà Giang gia đến, sẽ đánh cô hay là đánh tôi. Họ đương nhiên sẽ đứng về phía người nhà Giang gia rồi, cô quên lần trước bị vả mặt. Nói cô chỉ là một đồ giả mạo leo lên gia đình giàu có à, nhưng mà, chỉ là một con côn trùng hôi thối được lấy ra từ đống rác, lại thật sự mơ mộng trở thành tiểu thư nhà giàu sao? Nếu có khả năng thì cô gọi gia chủ Giang gia ra đây đi, hai mặt một lời đối chất trực tiếp với nhau, nếu cô không gọi được, thì hãy cút khỏi cánh cửa này. Bố tôi sức khỏe không tốt, tôi sẽ không vì các người mà gọi ông ấy ra đây. Tôi thấy phải là cô hoàn toàn không thể gọi được mới đúng. Phương Lạc, bây giờ cô quỳ xuống, bò từ chỗ này ra. Vẫn còn kịp đấy, cô đúng là có năng lực tự biên tự diễn đấy. Phó gia chủ Giang gia, Giang Trấn Hải đến. Là ai ức hiếp con gái tôi, cút ra đây cho tôi. Đồ vô lại, lại là cậu à? Cháu không sao chứ Tiểu Lạc, cháu không sao, ông đang làm gì vậy? Tôi đang giúp ông dạy dỗ con đàn bà thối dám lừa ông mà, tôi... Không sai, cô thực sự nghĩ rằng cô có thể leo lên Giang gia sao? Giang Tổng, tôi khuyên ông vẫn nên bắt cô ta lại, để mọi người đều được nhìn thấy bộ mặt ghê tởm này của cô ta, làm gì đến lượt loại Tiểu Tam như cô đến dạy dỗ tôi, cô chửi ai là Tiểu Tam, tôi chửi cô đấy. Giang Tổng, ông đã thấy hết rồi đấy, ông mau bắt cô ta lại đi, im miệng. Một đám vô lại, con bé nói không sai, con bé chính là con gái bảo bối của Giang Trấn Hải tôi, thiên kim đại tiểu thư duy nhất của Giang gia tôi. Nghe rõ chưa, đấu với cháu gái tôi, sẽ phải trả giá. Phương Lạc, không ngờ cô ta lại là con gái lưu lạc bên ngoài 10 năm của Giang gia, ba thiếu gia Giang gia, lần đầu tiên công khai lộ mặt. Không ngờ lại là vì cháu gái của họ. Miếng dưa này to quá, mau chụp lại. Không thể nào, không thể nào. Sao cô có thể là đại tiểu thư? Hành Chu, mau đứng lên. Có phải ông nhầm rồi không? Cô ta làm bảo mẫu trong nhà chúng tôi 3 năm rồi, làm sao có thể là đại tiểu thư Giang gia được chứ? Im miệng, tôi chưa từng đánh phụ nữ đâu. Nhưng nếu cô dám bất kính với Tiểu Lạc một lần nữa, đừng bắt tôi phải động thủ. Cô với cái tên Hành Chu gì đó là một cặp vô sỉ. Các người đã ức hiếp con gái bảo bối của tôi bao nhiêu lần rồi, bây giờ chính là lúc các người phải trả giá. Cô là Giang gia đại tiểu thư, tại sao không nói trước với tôi? Cô làm vậy có phải là cố ý hay không? Vì vậy, ý của cô bây giờ là đang trách cháu gái của tôi à? Nghe tôi nói đây, lần này chúng tôi đến là để giúp Tiểu Lạc ra mặt. Đã hiểu rõ chưa? Một Tô gia nhỏ bé, Giang gia chúng tôi không để vào mắt đâu. Cháu muốn dạy dỗ bọn họ thế nào, khiến Tô gia phá sản, còn có tên Hạ Hành Chu này nữa, cút khỏi Giang Bắc. Phương Lạc, Phương Lạc, tôi sai rồi, cô có thể bỏ qua cho gia đình chúng tôi không? Bây giờ hối hận đã quá muộn rồi. Được, được được được. Tôi nhận thua. Tôi nhận thua. Tôi biết nhà chúng tôi không thể sánh với Giang gia các người, nhưng vậy thì sao chứ? Không phải cô cũng không thể giữ được người đàn ông cô yêu hay sao? Cô còn có thể giữ được gì nữa chứ? Phương Lạc, tôi biết những việc cô làm đều là để trả thù tôi. Tôi nói cho cô biết, tôi chỉ yêu mình Chi Oanh. Trong mắt tôi, đến một hạt cát cô cũng không bằng. Không ngờ tình cảm của hai người lại bền chặt như vậy. Đương nhiên, Hành Chu yêu tôi nhất, anh ấy yêu tôi đến tận xương tủy. Được thôi, vậy Hạ Hành Chu, tôi hỏi anh, nếu tôi cho anh một cơ hội, bảo anh bỏ Phương Chi Oanh, đổi lấy vị trí quản lý của tập đoàn Đường Nhân, anh có muốn không? Làm sao có thể? Hành Chu yêu tôi như vậy, làm sao có thể từ bỏ tôi chỉ vì một vị trí quản lý chứ, đúng không Hành Chu? Anh nói đi. Anh có ý gì? Chi Oanh, anh là một người đàn ông, anh không thể vì tình yêu mà bỏ lỡ cơ hội nghề nghiệp của mình được. Em có thể hiểu cho anh không? Em có thể hiểu cho anh mà, phải không? Tiểu Lạc, cho anh quay trở lại bên cạnh em đi. Anh vẫn còn yêu em, thật đấy. Tôi không bao giờ tha thứ cho anh đâu.
Giang lão gia, nhạc phụ đại nhân, con xin thề con sẽ toàn tâm toàn ý chăm sóc Tiểu Lạc. Con không cần vị trí cao cấp gì nữa, con không cần gì cả, con chỉ cần một danh phận. Để con vào ở rể Giang gia, được không bố, cút ra. Hạ Hành Chu, anh đúng là một tên cha nam. Phương Chi Oanh thực sự không thể trách tôi. Là do cô đắc tội tổng tài tập đoàn Phong Hành, rồi còn đắc tội Tiểu Lạc nhà chúng tôi. Tiểu Lạc nhà anh, Tiểu Lạc anh thề, đời này của anh sẽ chỉ đối tốt với một mình em. Anh xin em, xin em hãy chấp nhận anh. Tất cả đều là lỗi của Phương Chi Oanh cô ta đã hại anh. Tôi bảo cậu im miệng. Tôi nói cho anh biết, dù không có Phương Chi Oanh, tôi cũng không thể ở bên anh. Hạ Hành Chu, rốt cuộc anh có ý gì? Tôi còn đang mang thai đứa con của anh. Phương Chi Oanh, tôi là một người đàn ông. Khi tôi vào ở rể Giang gia, tôi sẽ cung cấp tiền để nuôi con của cô. Phương Chi Oanh, đứa bé trong bụng cô là của Hạ Hành Chu thật sao? Cô có ý gì? Đứa bé đương nhiên là của Hành Chu. Mau nhìn màn hình lớn đi. Hành Chu, anh hãy nghe em giải thích. Anh hãy nghe em giải thích. Cút ra ngoài. Cút hết đi cho tôi. Anh hãy nghe em giải thích. Không phải như vậy đâu. Cô ta muốn chia rẽ chúng ta. Video này có thể bị làm giả mà. Phương Chi Oanh, đến lúc này rồi mà cô vẫn còn rảo biện có phải không? Cậu đã mang đến cho cháu rồi đây. Cái này không thể bị làm giả đâu đúng không? Phương Chi Oanh, nói đi. Nói đi, cô nói đi. Cô muốn Hạ Hành Chu tôi đi nuôi đứa con hoang của người đàn ông khác sao? Tôi giết cô. Tôi giết cô. Hành Chu, anh bình tĩnh một chút. Hành Chu, chúng ta hãy nói chuyện, tôi bình tĩnh. Làm sao tôi có thể bình tĩnh được? Phương Chi Oanh, tôi tốt với cô như vậy. Tôi đã đặt tất cả hy vọng của mình vào cô. Tôi vì cô mà mất tất cả. Nếu không phải vì cô, tôi đã sớm được vào Giang gia rồi. Hạ Hành Chu, nếu đã như vậy, vậy thì tôi cũng nói thật với anh. Nếu không phải vì anh không được, thì làm sao bà đây phải ra ngoài tìm đàn ông chứ? Cô nói lại lần nữa đi. Tôi nói anh không được. Tôi được hay không? Tôi được hay không? Phương Chi Oanh bây giờ trở thành người câm điếc, đoán rằng Hạ Hành Chu cũng sẽ bị kết án tử hình. Nếu bọn họ biết, kết cục sẽ như vậy, không biết có tiếp tục làm việc ác hay không. Tiểu Lạc, những kẻ hèn mọn này chết không đáng tiếc. Đúng rồi, năm đó người bắt cóc cháu, có manh mối mới. Chính là người có nốt ruồi này, năm đó vì để khao thưởng, các nguyên lão của tập đoàn Đường Nhân, mỗi người đều được trao cho trái tim biển cả. Còn đối chiếu khuôn mặt, đúng như cháu nói. Lẽ nào có người trong công ty đã giở trò? Các nguyên lão của công ty
đều đang làm việc ở công ty Thánh Bản dưới trướng Đường Nhân. Công ty này, sổ sách hàng năm đều có vấn đề, chắc chắn có người tham nhũng, nhưng bố luôn nể mặt bọn họ, nên không đả động đến. Cậu có trái tim biển cả năm đó không? Có, cho cháu xem. Cháu nhớ ra dáng vẻ của người năm đó rồi. Cháu nhớ ra dáng vẻ của người năm đó rồi. Cậu giúp cháu một việc được không? Giúp cháu làm một bản chứng minh nhân dân giả, sau đó vào làm việc tại công ty Thánh Bản. Được. Chuyện gì vậy? Đi đường mà không có mắt à? Bộ đồ này tôi mua đắt lắm đấy. Đụng hỏng rồi cô có đền được không? Xin lỗi. Tôi thấy cô như vậy. Đừng nói là vào làm nhờ gương mặt đấy nhé. Sao cô lại nói như vậy? Mồm miệng sạch sẽ một chút đi. Cô đợi đấy cho tôi. Các người đã nghe nói chưa? Tổng giám đốc của Đường Nhân sẽ giấu danh tính đến thị sát công ty chúng ta. Là ai vậy? Các cô đã gặp chưa? Chưa. Nhưng có lẽ là một trong số các nhân viên mới vào làm. Tôi cũng nghĩ vậy. Chào mọi người, tôi là Giang Quất Niên. Là đồng nghiệp mới đến, mong mọi người chỉ giáo. Mẹ nó, cô ấy họ Giang, vậy chắc chắn cô ấy là tổng giám đốc rồi, thiên kim của tập đoàn Giang Thị. Nếu kết thân với Giang Quất Niên này, thì chẳng phải là giàu to rồi sao? Chào cô, tôi là Đào Lộ, là nhân viên lâu năm ở đây. Chào cô, tôi cũng đến được nửa năm rồi. Quất Niên, cô thật xinh đẹp. Cảm ơn anh, cô có thắc mắc gì cứ hỏi tôi. Chúng tôi sẽ dẫn cô đến chỗ làm việc của cô. Tổng giám đốc Giang. Tại sao lại gọi mình là tổng giám đốc Giang? Mình cũng nghe nói thiên kim tập đoàn Giang Thị sẽ đến đây thị sát. May mà mình cũng họ Giang. Hay là... Nói đi, có chuyện gì? Tổng giám đốc Giang, tuần sau chúng tôi sẽ tổ chức tiệc bộ phận. Trước đây vì thiếu kinh phí nên chỉ có thể ăn ở quán ven đường. Cô là tổng giám đốc, chắc chắn không quen đâu đúng không? Đúng vậy, tổng giám đốc Giang, cô thân giá nghìn tỷ, chắc chắn dưới quyền có không ít nhà hàng cao cấp. Đúng vậy, có thể dẫn chúng tôi đi trải nghiệm không? Việc này không hợp quy tắc. Tổng giám đốc Giang, cô hãy giúp chúng tôi đi mà. Chúng tôi đã đến công ty lâu như vậy rồi, nhưng chưa bao giờ được ăn một bữa lớn. Đúng vậy, tổng giám đốc Giang, cô là tổng giám đốc mà. Với cô mà nói, chuyện này chỉ cần mở miệng một cái là xong. Được, đợi tôi sắp xếp. Chết tiệt, mình lấy tiền đâu ra? Mời nhiều người như vậy đến nhà hàng cao cấp ăn cơ chứ. Cô là nhân viên mới đến. Tôi là chủ tịch chi nhánh. Sau này nếu có gì không hiểu, cô có thể đến hỏi tôi. Nếu bà đây có thể leo lên chủ tịch, chuyện ăn tối này không phải dễ giải quyết rồi sao? Chủ tịch, tôi luôn nghe mọi người nói năm đó ông uy danh lẫy lừng trên thương trường. Quất Niên đã ngưỡng mộ từ lâu. Sau này nếu có chuyện gì cần tôi giúp, cô có thể đến tìm tôi. Tôi là chủ tịch, hiểu cho cấp dưới, đó là điều đương nhiên. Quất Niên, cô thật xinh đẹp. Chủ tịch, vậy chúng ta đi đâu? Về nhà tôi. Trái tim biển cả.
Chủ tịch. Kỹ năng trên giường rất tốt. Chủ tịch, gần đây công ty chúng ta không phải chuẩn bị tụ tập ăn uống sao? Tôi muốn dẫn đồng nghiệp đi ăn ở nhà hàng sang trọng. Chuyện này thì là gì đâu? Đây là thẻ của tôi, cứ dùng thoải mái đi. Chủ tịch, ông đối với tôi thật tốt. Bây giờ cô đã là người phụ nữ của tôi không tốt với cô thì tốt với ai? Thiên kim Giang gia này ngon ăn vậy sao? Đợi cô ta yêu mình hết lòng rồi, nói không chừng còn có thể lợi dụng tên tuổi cô ta để kiếm tiền. Trời ơi, chúng ta thật may mắn quá đi, ăn tại nhà hàng cao cấp như vậy. Tôi yêu cô Tổng Giám Đốc Giang. 8 giờ tối mai, đợi tôi ở cửa hàng băng Tùng Lộc. À đúng rồi, Phương Lạc, cô cũng nhớ đến đấy. Dù sao, ngày mai có lẽ là cơ hội duy nhất trong đời cô được thưởng thức bữa tối xa hoa như vậy. Băng Tùng Lộc là nhà hàng cao cấp thuộc hệ thống của Đường Nhân. Cô ta lấy tiền ở đâu ra chứ? Tôi đã đến rất nhiều lần rồi. Đúng là chém gió. Đó là nhà hàng hàng đầu cả nước. Cô ăn nổi không? Có gì mà không nổi. Ngày mai đi rồi, tôi sẽ tự trả tiền của mình. Vậy cô nên cầu nguyện ngày mai không bị đuổi đi vì ăn trộm đi. Trang trí sang trọng thật đấy, đẹp quá mức rồi. Nếu không phải nhờ Tổng Giám Đốc Giang, tôi sẽ không dám bước vào đây dù chỉ một bước. Cô dám đến thật đấy à? Chỉ là ăn một bữa thôi. Có gì mà không dám. Tôi xem cô còn có thể giả vờ đến khi nào. Xin chào. Một chai rượu Lafite năm 82 trước. Rượu Lafite 82 năm, tôi chỉ thấy trên TV. Đời này của tôi chưa bao giờ uống rượu ngon như vậy. Muốn ăn gì uống gì, cứ chọn thoải mái, tất cả tính vào tài khoản của tôi. Tổng Giám Đốc Giang, cô đúng là quý nhân lớn nhất đời này của tôi. Phương Lạc, rượu đắt đỏ như vậy, cả đời cô cũng không thể uống được. Nếu cô quỳ xuống dập đầu, tôi có thể xem xét, cho cô thử một chút. Phương Lạc, tôi biết cô đang ghen tị, Tổng Giám Đốc Giang có tiền, nhưng người nghèo phải có phẩm chất của người nghèo, phải tự hiểu rõ bản thân mình, thứ không thể có được thì đừng có vọng tưởng. Đúng vậy, cô ta chỉ xứng uống nước lọc mà thôi. Được rồi, được rồi, lần đầu tiên người ta được nhìn thấy thế giới, có chút đắc ý nên quên mình, cũng là điều bình thường mà. Phục vụ, mang một chai rượu Romane Conti năm 1945 đến đây. Romane Conti năm 45, rượu đó 400 vạn một chai đấy. Phương Lạc, đây là 400 vạn, không phải 40 tệ, cô có thể mua được không? Làm sao cô ta có thể mua được, tôi thấy cô ta chắc chắn là làm ra vẻ giàu có. Trong thẻ của tôi có 100 vạn, còn cô, lấy tiền ra xem. Tôi ở đây không mất tiền. Tiểu thư, cô đừng đùa nữa. Chỗ chúng tôi là nhà hàng cao cấp dưới trướng Đường Nhân, là Giang gia thành lập. Dù là tổng giám đốc đến cũng phải trả tiền. Không có tiền thì đừng giả bộ. Đây là thái độ cô đối xử với khách hàng sao? Không lẽ mặt mũi của cô còn lớn hơn tổng tài nhà người ta? Da mặt này của cô còn dày hơn tường thành đấy. Đủ rồi, đừng ở đây mất mặt nữa. Tôi không muốn phí lời với các người, đi gọi quản lý của cô đến đây, anh ta tự nhiên sẽ miễn phí cho tôi. Quản lý của chúng tôi rất bận. Không phải cô muốn gặp là có thể gặp được. Phương Lạc, đừng giả vờ giàu có nữa. Nếu biết điều, nhanh chóng trả lại rượu. Nếu không chờ lát nữa, sẽ không đơn giản chỉ là mất mặt đâu. Phương Lạc, cô hãy mau xin lỗi Giang Tổng đi. Đúng vậy, Phương Lạc, mau xin lỗi đi. Nếu cô không muốn bị sa thải, bây giờ hãy gọi quản lý của cô ra đây. Nhanh, cô nghĩ cô là ai? Dựa vào cái gì mà đe dọa người khác? Phục vụ, cô, đi gọi quản lý của cô ra. Chờ lát nữa, tôi muốn xem cô ta định giải quyết lời nói dối của cô ta thế nào. Được, tôi sẽ đi gọi quản lý ra ngay. Phương Lạc, cô đã mở rượu ra rồi.
Được, rượu này là cô chọn. Cũng là do cô mở. Tiền, tự nhiên cô sẽ phải trả. Tôi muốn xem. Lát nữa cô sẽ khóc thế nào. Xin hỏi là vị nào tìm tôi vậy? Quản lý. Quản lý, là cô ta. Cô ta không chỉ mở một chai rượu vang 400 vạn, mà còn không biết xấu hổ nói đi ăn tại nhà hàng iTruffle, không cần trả tiền. Quản lý, đối với hành động vừa ăn cướp vừa la làng này, tin rằng anh tự biết cách xử lý. Tuyệt đối không được bỏ qua cho cô ta. Hỗn xược. Cô có biết người này là ai không? Quản lý, anh chỉ cần nói cho cô ấy biết tôi ăn ở đây, có cần phải trả tiền không? Xem ra đại tiểu thư không muốn để lộ thân phận trước mặt đám người này. Vị tiểu thư này ăn tại nhà hàng iTruffle, bất kể tiêu hết bao nhiêu đều không cần phải trả bất kỳ chi phí nào. Anh nói gì cơ? Phương Lạc, cô ta dựa vào cái gì mà không cần trả tiền? Đùa cái gì đấy? Rượu vang trị giá 400 vạn đấy. Thật sự không cần phải trả bất kỳ số tiền nào sao? Dễ dàng vậy sao? Lẽ nào cô ta còn có thân phận nào khác? Lẽ nào thân phận của Phương Lạc còn cao quý hơn cả tôi à? Các người không miễn phí cho tôi, mà lại đi miễn phí cho cô ta. Tôi không biết cô là ai, nhưng cô chắc chắn không tôn quý bằng vị tiểu thư này. Tôi hiểu rồi. Cô ta đã cho anh một khoản tiền để anh đến diễn kịch cùng cô ta đúng không? Tôi đã làm việc ở nhà hàng cao cấp này nhiều năm, chưa bao giờ có ai dám mỉa mai tôi như vậy. Quản lý, không lẽ anh thật sự đã nhận tiền của cô ta? Tôi suýt quên mất cô, cái thứ khinh thường người khác này. Bây giờ tôi nghiêm túc nói cho cô biết, cô đã bị sa thải. Còn chưa đi. Đây là bị tôi nói trúng rồi đúng không? Còn đuổi cả người làm chứng duy nhất đi. Cô ta đã cho anh bao nhiêu tiền, anh không cần phí lời với cô ta. Không có bằng chứng, chính là ngậm máu phun người. Anh là quản lý ở đây, rượu 400 vạn này đã bán hay chưa? Đấy là chuyện chỉ cần một câu nói của anh, tiền trong cửa hàng chúng tôi đều được ghi vào sổ sách. Hơn 400 vạn này, nếu tôi thực sự có thể che đậy, thì tôi còn phải ở đây nhìn sắc mặt cô sao? Cô cứ từ từ dùng, có yêu cầu gì có thể gọi tôi bất cứ lúc nào. Phương Lạc không cần trả tiền thì sao chứ? Những thứ này cũng không phải là tôi không mua được. Còn không nhanh chân đến đây, tôi muốn đặt món. Các người còn ngây ra đó làm gì? Tôi mời khách, còn sợ tôi không mời được à? Cuốn này. Thứ bà đây có là tiền. Tiểu thư, một mình cô có thể không ăn hết, hơn nữa những món này không rẻ. Không ăn hết thì cho chó ăn. Đừng nhiều chuyện. Tôi khuyên cô hãy tự lượng sức mình, đừng để đến lúc đó không có tiền trả, gây phiền phức cho gia đình cô, sẽ rất ngượng. Đùa cái gì đấy, tôi là người có thẻ vàng đấy. Tôi không trả nổi sao? Mùi vị không tồi. Cũng có thể coi là xứng đáng với mức giá này, món này quá ngon rồi. Đúng vậy, cảm ơn Giang Tổng đã mời. Chưa ăn đủ thì tiếp tục đặt món, dù sao tôi cũng có tiền. Phục vụ, thanh toán. Tiểu thư, tổng cộng 130 vạn. Cái gì? 130 vạn? Đồ ăn chỗ các người đều làm bằng vàng à? Tôi đã nhắc nhở cô từ lâu rồi. Hãy tự lượng sức mình, tổng giám đốc Giang, cô là tổng giám đốc, không thể không có 130 vạn này chứ. Sao tôi lại cảm thấy cô ấy hoàn toàn không giống một tổng giám đốc nhỉ? Ai nói tôi không có tiền, thanh toán bằng thẻ. Xin lỗi tiểu thư, trong thẻ ngân hàng của cô chỉ có 100 vạn, còn thiếu 30 vạn nữa. Cái gì? Xem ra các người chỉ có thể chia đều rồi. Đang đùa cái gì đấy, tôi không có tiền, tất cả đều do Giang Quất Nghiên nói, cô ấy mời bọn tôi mới đến, chúng tôi không trả tiền đâu. Các người. Xem ra cô hoàn toàn không có tiền, như vậy đi, nếu như mọi người đều là người cùng công ty, tiền này sẽ được ghi vào tài khoản của tôi. Được rồi tiểu thư. Tiểu Lạc, cô cũng quá tốt bụng rồi. Tiểu Lạc,
vừa rồi là lỗi của tôi không nên nghi ngờ cô. Đúng đúng đúng, Tiểu Lạc, đều là chúng tôi có mắt như mù. Cô có ý gì? Cô ta chỉ là giúp cô trả một ít tiền, mà các người liền vẫy đuôi chạy theo cô ta. Tổng Giám Đốc Giang, cô ăn nói như thế nào vậy? Mọi người đều là đồng nghiệp, nên đoàn kết và thân thiện với nhau. Không có Tiểu Lạc, cô có thể trả được 130 vạn đó không? Phương Lạc, đừng nghĩ rằng cô cho tôi chút ân huệ, tôi sẽ để ý đến cô. Cô coi 130 vạn là chút ân huệ à? Trong mắt các người có còn Tổng Giám Đốc tôi không vậy? Tổng Giám Đốc, cô là ai? Trong lòng cô tự biết. Tôi đương nhiên là Tổng Giám Đốc rồi, chỉ là không muốn chấp nhặt với cô mà thôi. Hy vọng ngày mai đến công ty, cô vẫn còn có thể kiêu ngạo như vậy, tốt nhất là như vậy. Đám người các người cứ đợi đó cho tôi. Dục Nhiên, cháu đã tra ra chủ tịch lợi dụng tài sản riêng, nhưng bằng chứng này không đủ để đưa ông ta vào chỗ chết, không thể trực tiếp động vào chủ tịch, nhưng có thể giết gà dọa khỉ. Được, nếu họ biết điều tốt nhất là hãy bù đắp khoản thiệt hại, nếu không chúng ta sẽ kết thúc mọi chuyện một cách dứt khoát. Các đồng nghiệp, tôi sẽ tổ chức một cuộc họp sáng đơn giản cho mọi người, mọi người có muốn phát tài không? Muốn. Chưa ăn sáng à? Muốn thành công phải phát điên trước đã. Đầu óc đơn giản tiến về phía trước. Ai là Vũ Chính Thiên? Tôi đây. Đây là thẻ chấp hành của chúng tôi. Chúng tôi nghi ngờ anh tham nhũng và nhận hối lộ. Hãy đi cùng chúng tôi. Đi. Không phải chứ, có phải là nhầm lẫn chỗ nào không? Hiệu quả làm việc của cậu đúng là nhanh thật đấy. Trưởng phòng Dư này tham nhũng nhận hối lộ không phải chỉ mới vài ngày, bây giờ bị bắt là chuyện gì vậy? Chắc chắn có người có quan hệ đang điều tra. Lẽ nào là... Chắc chắn là đại tiểu thư đến cơ sở thị sát công việc bắt tham nhũng nhận hối lộ. Tôi phải thông báo tin này cho chủ tịch biết. Tổng Giám Đốc Giang, hôm qua lúc tôi đi lại có thể tiếng ồn hơi lớn, xin lỗi đã làm phiền cô nghỉ ngơi, đây là đặc sản của quê tôi, chân thành xin lỗi. Tổng Giám Đốc Giang, chiếc dây chuyền vàng này ban đầu tôi định tặng cho bạn gái của tôi, nhưng tôi nghĩ rằng cô đeo lên sẽ hợp hơn. Cảm ơn. Dây chuyền này thật đẹp, các người thật tốt với tôi. Tổng Giám Đốc Giang, nghe chủ tịch nói, ông ấy sắp tăng lương cho cô. Chờ tôi thăng tiến rồi, các người vẫn phải nịnh bợ tôi, xin tôi thăng chức cho các người. Rốt cuộc là ai tố cáo mình? Phải cử người điều tra rõ. Alo. Đi điều tra, xem rốt cuộc là ai đang đối phó chúng ta. Các người nói Giang Quất Năm với Phương Lạc rốt cuộc có mối thù lớn như thế nào, vì để đuổi cô ấy đi còn vu khống như vậy. Ghen tị người ta vừa có khả năng vừa giàu chứ còn gì nữa. Không phải Phương Lạc chỗ nào cũng mạnh hơn cô ta sao? Sau này tôi vẫn nên tránh xa cô ta một chút, nếu không lại bị vu khống. Trước mặt thì khen mình, sau lưng thì lại nói xấu mình. Mình không có khả năng bằng con tiện nhân kia. Bọn họ có mù không vậy? Mình làm sao có thể không sánh bằng Phương Lạc được chứ? Đúng rồi, mình có thể đi miền Bắc kiếm tiền. Gần đây vụ lừa đảo ở miền Bắc lại nổi lên, hiện tại đã mất tích 2 người. Dục Nhiên, cháu đã thu thập đủ bằng chứng rồi, chúng ta có thể hành động rồi. Được, cậu sẽ tổ chức cuộc họp cổ đông ngay, đến lúc đó
cháu sẽ dùng thân phận tổng giám đốc Đường Nhân để tham gia, đưa họ ra xử. Cậu cũng sẽ đến chống lưng cho cháu. À, đúng rồi. Cháu đã tìm ra dấu vết của kẻ bắt cóc cháu. Cậu, cháu phát hiện trái tim biển cả của chủ tịch, giống với cái cháu nhặt được. Đến lúc đó, tính cả thù cũ nợ mới, cậu sẽ đi thông báo cho anh cả, chị gái và em ba biết ngay. Tiểu Lạc, chúng ta nhất định sẽ giúp cháu đòi lại công đạo. Nói ngắn gọn hai câu, đầu tiên, hôm nay, tôi xin thay mặt ban điều hành tập đoàn Đường Nhân cảm ơn mọi người đã đến tham dự cuộc họp cổ đông. Ngày hôm nay sẽ không còn do tôi chủ trì nữa, mà sẽ do tổng giám đốc mới của Đường Nhân chủ trì. Xin mời. Gần đây tôi phát hiện sổ sách của công ty Thánh Bản đã xuất hiện một số vấn đề, là tổng giám đốc của công ty. Tôi đã tiến hành điều tra việc này. Cô ấy mới là tiểu thư Giang gia, không ngờ mình đã nhận nhầm người. Không thể nào, Quất Niên thì sao, làm sao có thể là Phương Lạc? Phương Lạc mới là tổng giám đốc Đường Nhân, còn là đại tiểu thư Giang gia. Trời ơi, Giang Quất Niên đó là một kẻ lừa đảo. Gần đây tôi luôn âm thầm quan sát hoạt động của công ty, tôi đã phát hiện ra một số vấn đề, có một số người đã lấy trộm tiền công ty đưa cho tôi. Những thứ này là những gì tôi đã tra ra, danh sách. Công ty bình thường đối xử với các người không tệ, bây giờ các người từng khoản một chuyển tiền ra ngoài. Chuyện này là sao? Phương tiểu thư lập danh sách ra, liền nói chúng tôi tham nhũng, cẩn thận tôi kiện cô tội vu khống đấy. Đúng vậy, chúng tôi đã vất vả giúp Đường Nhân gây dựng một nửa thiên hạ, một nhà đầu còn hôi mùi sữa như cô, một câu liền nói chúng tôi tham nhũng. Bảo Giang gia chủ đích thân ra đây nói chuyện với chúng tôi, còn rảo biện đúng không? Được thôi. Trên này, tiền công mà các người lấy trộm, mỗi khoản đều được viết rõ ràng trên đây, còn có gì muốn bảo chữa nữa không? Tôi đã báo cảnh sát rồi, có gì muốn nói thì đi mà nói với cảnh sát ấy. Ngồi xuống. Thứ tôi có là tiền, tại sao lại phải tham nhũng chứ? Cô đang vu khống. Phương Lạc, năm xưa lúc tôi cùng bố cô lăn lộn trên thương trường, cô còn chưa được sinh ra. Bố tôi tôn trọng ông, là nguyên lão của công ty, nên việc ông tham nhũng mới coi như không thấy. Kết quả thì sao? Ông không biết điều, tùy ý hành động, ăn nói linh tinh. Tôi thấy cô là đang muốn giấu bố cô, lấy lý do ăn cắp tiền Đường Nhân. Cẩn thận nếu bố cô biết, sẽ sa thải cô đấy. Ông mới là người nói dối. Con gái tôi làm gì? Tôi đều ủng hộ. Anh rể, sao anh lại đến đây? Chị em đâu? Cô ấy bận việc, không thể đến. Giang gia chủ, sao ông lại đến đây? Tên khốn không biết kính già yêu trẻ, tôi mà không đến, lẽ nào để ông dùng danh tiếng của tôi tự do tung hoành ở đây à? Bố đừng giận. Nào, bố mau ngồi đi. Không cần phải quan tâm đến loại người nhỏ mọn này. Nghe tôi nói cho kỹ đây. Từ hôm nay, con gái tôi sẽ là người kế thừa của Giang gia. Trước đó chúng ta đã đắc tội Phương Lạc. Xong rồi. Đứng đó làm gì? Ai muốn nghi ngờ quyết định của tôi sao? Hoan nghênh tân tổng giám đốc. Ở đây, tôi còn muốn vạch trần một tội ác khác của cựu chủ tịch Triệu Cường. Bây giờ tôi không còn gì muốn chém muốn giết tùy cô. Cô nghĩ tôi sợ cô à? Năm xưa tôi bị bắt cóc, lưu lạc bên ngoài, và thủ phạm của chuyện này chính là ông Triệu Cường. Cô cái gì mà cô? Thì ra là ông lấy oán báo ân, hại cả gia đình chúng tôi, cốt nhục phải chia cách, hại con gái tôi phụ thuộc vào người khác, bị người khác hành hạ. Tôi biết tôi sai rồi. Lúc đó tôi bị ma quỷ xúi dục. Giang gia chủ, tha cho tôi đi. Ngày xưa chính vì bố không chia cho ông ta một nửa cổ phần, nên ông ta mới làm ra chuyện táng tận lương tâm như vậy, lôi ra ngoài đưa đi.
Giang gia chủ. Gia chủ tha mạng. Gia chủ tha mạng. Con gái. Bố sai rồi. Chuyện của con. Bố đừng tự trách bản thân, bây giờ kẻ xấu đã bị bắt đi rồi, mầm bệnh của công ty cũng đã được dọn sạch. Chúng ta đều vui mừng. Được. Đừng buồn nữa. Hoan nghênh đại tiểu thư trở về. Cuối cùng đã trở về đúng cuộc đời của mình rồi. Có lẽ từ bây giờ, Giang Nguyệt Lạc mới là tên thật của mình. Thực ra, cậu còn một việc chưa bao giờ nói với cháu. Cái gì? Tôi không phải là cậu ruột của em.